Vợ chồng sống với nhau từ khi đến với nhau và cho đến khi chết, nhất định có khi cũng có những lời làm nhau đau lòng, và có những khi cũng có một cái tát tay. Mà đa phần là đàn ông quýnh đàn bà, chứ ít đàn bà quýnh đàn ông, đúng không? À, thật sự mà nói, vợ nào mà quýnh chồng thì cái việc đó mình thấy nó cũng ghê gớm thiệt. Ví dụ như giờ đàn ông mà quýnh vợ thì người ta thấy cái này cũng bình thường, đàn ông quýnh vợ. Nhưng mà đàn bà mà vượt chồng mà quýnh, đá chồng hứ hứ thì mình thấy cái việc này nó lạ kỳ cục ghê. Nó thấy người ta nói chào chào, cái bà này công nhận bà phải giữ dễ sợ. Bà làm vợ mà gì mà vượt chồng mà quýnh gì đâu mà trời ơi, lên gối cho chọ đá gì đâu hứ hứ. Ổng lăn thấy ghê trời. Thấy không? Thì cái này thì thấy nó lạ. Nhưng mà hai bên này nó đều tính vào nhân quả hết. Nếu như mình là người đàn ông mà mình phải trả cái nợ là bị vợ đánh thì cũng có bị đánh. Có đó, những đức thấy có đó. Có đàn ông mà bị vợ đánh te tô luôn, đánh mặt mày băm hết. Đó. Thì bây giờ nếu mà mình gặp trường hợp mà mình làm chồng mà bây giờ vợ mình nó đánh mình thì mình biết đây là quả báo là mình đã từng thiếu nợ người ta. Như vậy thì trong cái cuộc đời này, phụ nữ mà thiếu nợ đàn ông mà bị đánh á, thì hình như phụ nữ chịu nhiều hơn đàn ông mà thiếu nợ vợ mà đánh mình. Thế thì để ý thì ít lắm, thấy không? Vậy thì chắc là người nữ đến đây trả nợ nhiều hơn đàn ông trả nợ. Thiệt á. Người phụ nữ trả nợ nhiều hơn người đàn ông đến thế gian này nghe. Quý vị thấy rằng là có những cái mà người phụ nữ chúng ta trả nợ nhiều lắm. Thí dụ như cái việc mà khi lớn lên thôi là mỗi ngày tháng là mình thấy cái nợ nần nó kỳ cục rồi. Nó thấy thê thảm mỗi ngày tháng rồi đúng không? Đây là cái nợ là xác thực rồi, trước nhất là thấy khổ rồi đúng không? Mà mấy bà thấy khổ rõ ràng. Thấy khổ rõ ràng. Rồi thêm một cái, nó đâu phải là ngồi đâu cũng ăn, rồi ngồi đâu, nằm đâu cũng ngủ, nằm giữa đường giữa xá thí đại. Thấy không? Nó thấy có cái khó khăn. Thấy không? Rồi cái chuyện mà để chữa thì bị thấy khổ nữa. Đàn ông người ta đâu có mang thai đâu. Thấy không? Là cái chuyện là người phụ nữ mang thai là thấy khổ rồi. Quý vị coi, mình bị bệnh, mình chỉ cần có một tế bào ung thư nhỏ thôi, chứ nó không có lớn bằng cái bào thai đâu. Nhưng mà mình đã thấy đáng sợ rồi. Vậy mà bây giờ cái bụng mình tự nhiên nó phình bự lên mà to đùng gì. Nên cái cảm giác ung thư là mà ta sợ là do ta nghĩ ung thư là chết. Nhưng mà cái mang bầu mà đẻ là cái quy luật ngày xưa giờ nó là tự nhiên. Đúng không? Nên từ đó đó mà mang bầu thì không sợ. Mà ung thư tế bào thì sợ. Nên cái người mà ung thư mà chết là do sợ mà chết. Nếu như người mang bầu mà sợ nó cũng chết nữa. Trong 9 tháng 10 ngày mà mình, thí dụ như mình không biết tự nhiên sao cái bụng mình nó bự lên kỳ cục. Thí dụ như đi, mình nói thí dụ một con người này, họ mang bầu đi mà họ không biết là tự nhiên sao cái bụng họ nó càng ngày nó càng bự ra, họ sợ quá. Và họ sợ cái bụng, họ quá sợ. Thì trong 9 tháng 10 ngày họ sẽ chết. Cái tâm sợ đó nó trở thành kích động. Và đứa con trong bụng chết, mẹ cũng chết. Nhưng mà là do khi mình mang thai á, cái cảm giác mình nghĩ rằng là 9 tháng 10 ngày mình sẽ sanh ra được đứa con. Và khi mình sanh ra được đứa con trai hoặc con gái gì cũng là con của mình. Mình cảm giác rằng mình chờ ngày giờ đó để được sinh ra. Con mình sẽ được ra đời, trong lòng mình nuôi một cái tia hy vọng là con mình là một đứa con rất dễ thương. Mình có cảm giác mình nghĩ là con mình rất dễ thương. Rồi nó sẽ lớn lên đồ nè. Rồi mình thương chồng nên mình bây giờ mình sanh ra cho chồng mình một đứa con. Trong lòng mình cảm thấy nó vui vậy đó. Dù là nó khổ, nó khó hơn chút, nhưng mà mình vẫn có cái niềm vui là mình nghĩ tương lai mình sẽ sanh ra được một đứa con này kia rồi, mình không có sợ chết. Mình không có sợ. Nên từ nơi đó mà mang thai thì bình thường sanh ra con. Nhưng mà một tế bào ung thư nó nhỏ hơn bào thai rất nhiều. Nhưng mà mình chết là do gì? Cái tâm lo sợ, buồn phiền, nghĩ rằng ung thư là phải chết. Nên cái nghĩ này của mình sợ quá, nên ung thư thì chết. Nên mình bây giờ mình học Phật á, một cái tế bào ung thư nhỏ thôi, mình không có gì phải sợ. Mình cứ nghĩ rằng là chính mình đã làm cho nó sanh ra tế bào ung thư. Chính mình đã gây ra sự tác hại mà nó thành một cái nhóm tế bào bị hư hoại. Thôi hôm nay mình nên nuôi dưỡng cái tâm lại để cái tế bào bị hư này nó hồi phục. Thì tức khắc ung thư này dù mình không
có dùng cách điều trị, mình không uống thuốc, nhưng mà nó cũng tự hết. Vì có rất nhiều người khi mà bị ung thư trị không được, nhưng mà khi họ quay đầu họ niệm Phật, họ sống bình thường, họ ăn chay, họ phóng sanh, họ vui vẻ thì ung thư nó lại hết. Nhiều lắm quý vị, như bữa đó cái công đoạn mà cái cô bị ung thư ngực đó, thấy chưa? Nó cổ trở thành trạng thái tự nhiên, cổ không có giống như bị bệnh gì chứ. Và đi khám bác sĩ là bác sĩ nói tế bào ung thư cổ mắc sạch luôn. Chỉ đúng cái tâm á, hoan hỷ vui vẻ thôi, niệm Phật, ăn chay. Nên tất cả các cái căn bệnh ở cái cuộc đời này quý vị nhớ, nếu như quý vị phát hiện mình có bệnh mà quý vị nghe được Phật pháp, quý vị có thể ăn chay trường. Cái điều này là điều rất quan trọng. Tạm dừng cái việc ăn mặn đi, ăn chay. Tại vì tất cả căn bệnh mình đến với mình là do nghiệp sát mà ra. Và kiếp nạn nhân sinh này cũng từ nghiệp sát mà ra. Đau binh kiếp cũng từ nghiệp sát mà ra. Thí dụ như bây giờ đơn giản mình nói dễ hiểu nè. Mình đi quýnh người ta thì ta sẽ đi quýnh mình. Công nhận không? Mình ăn trộm của người ta thì sớm nào, sớm muộn gì người ta cũng ăn trộm của mình, chắc chắn luôn. Nên cái nhân quả trong nhà Phật là nói tương đồng, tương tác, hiểu không? Có nghĩa là mình đi ăn trộm của người ta ăn trộm của mình là tương tác, phù hợp. Nên mình lấy vợ người ta là thế nào mình trong đời kiếp nào mình cũng sẽ bị thằng khác lấy vợ mình. Nó kỳ cục vậy đó, tương tác mà. Còn mình lấy chồng người ta là sớm muộn trong đời kiếp nào chồng mình cũng bị con nhỏ khác lấy. Mà con nhỏ mà mình đã từng lấy chồng nó, lấy. Chứ nó không có bao giờ mà đứa khác được. Cái đứa mà nó có cái đường dây nghiệp quả với mình, nó sẽ đến để làm mình đau khổ. Vì mình đã từng làm nó đau khổ. Nhưng nhớ, trải qua thời gian làm nhau đau khổ thì cái món nợ này vẫn có tính lời. Nhớ, món nợ này tính lời. Thí dụ như mình làm nó đau khổ 8 phần thì thời gian tính lời thêm 2 phần nữa là mình phải chịu khổ 10 phần. Nhớ có lời đó nghe. Trong cuộc đời này cái gì cũng phải có lời, không có lỗ được. Nên mình nghe đạo mình hiểu rồi, cái gì của mình thì nhất định nó sẽ là của mình. Còn nó không phải là của mình thì có ăn cắp đem về thì cuối cùng nó cũng bò đi chỗ khác. Hiểu được cái nguyên lý này rồi đó thì quý vị sống nó thoải mái dữ lắm. Tại vì nó là của mình, nó không có cái quả báo là nó đi tào lao thì là của mình. Còn mình có cái quả báo là người thương mình nó đi tào lao thì nó phải đi tào lao. Nhưng mà Phật pháp rất là hay. Phật pháp có thể dạy người ta để điều chỉnh cái tàu lao đó lại, để mà đừng có tiếp tục cái quả báo phân tiếp tục nữa, mà nó phải dừng lại trong đời này. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói một câu rất là hay: ta đến thế gian này chia sẻ Phật pháp, nói Phật pháp, nói pháp giải thoát, để giúp cho chúng sanh chuyển nghiệp lực mà phát nguyện lực. Thí dụ như đúng ra mình sẽ làm điều này nè, sai. Mình làm điều này nè, sai. Nhưng mà nhờ mình nghe pháp, mình tạm dừng việc làm sai này lại là chuyển nghiệp lực. Rồi bắt đầu mình mới phát nguyện lực là mình biết đời này mình sẽ chết, sớm muộn cũng chết, nên mình phải niệm Phật đi về cực lạc. Nên phát nguyện lực để niệm Phật về cực lạc. Quý vị thấy cái này nó rất quan trọng nghe. Nó rất là quan trọng quý vị. Nghe rất dễ hiểu đúng không? Dễ hiểu vô cùng luôn. Nên cái sợi dây mà quan nghiệp của trong lục đạo luân hồi này nó kinh lắm. Nó kinh khủng lắm. Bây giờ quý vị mà mỗi lần những đức giảng đều ngồi đây nghe, nó không có đơn giản đâu. Rồi mỗi lần những đức mà giảng ở đâu, chia sẻ Phật pháp ở đâu là chạy đến là ngồi muốn ngồi, coi mặt và muốn nghe. Quý vị nhớ nghe,
Những đức đã từng làm điều đó với quý vị, như quý vị bây giờ làm điều này đến với những đức. Giữa con người đến với con người, quý vị nhớ rằng giữa vợ chồng mình đến với nhau làm điều gì đều là do mình đã từng làm điều đó với người ta. Nó không có sai một chút xíu nào luôn về nhân quả. Nên mới nói là nhân quả công bằng, nhân quả là cực kỳ công bằng. Nên Đức Phật ngài nói một câu rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Có nghĩa là cái câu này bất hủ, cái câu này mãi mãi vô lượng kiếp vẫn không thể nào bỏ cái câu này được. Nên con người học Phật, câu đầu tiên mà Ấn Tổ ngài nói rằng tin sâu nhân quả, rồi kế đó người niệm Phật thì phải tín nguyện trì danh, rồi cuối cùng là phải cầu sanh cực lạc. Nên hai cái bài chia sẻ Phật pháp của những đức, một câu ai là Phật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, nó là tin sâu nhân quả và tín nguyện trì danh để cầu sanh cực lạc đó quý vị. Nên chúng ta phải cần mỗi ngày để được bổ túc, cần mỗi ngày để được bổ túc. Nó nên mỗi một con người chúng ta mà đi đến chùa mà nghe Phật pháp đi, quý vị cởi mở tâm tư liền, quý vị đỡ tối đa cái việc hờn trách người ta, đỡ nhiều dữ lắm gì hờn trách. Mình mà hờn trách người ta đó nghe, là cái nghiệp cũ mình trả chưa xong mà mình tạo nghiệp mới đó. Đâu có bỗng không đâu mà mình đi hờn trách người ta. Nên cái người mà không học đạo á, là họ thường trách chờ, trách mình, trách số phận, trách tùm lum, họ trách tứ tung lang tang chứ ha. Mà họ trách rồi họ đụng ai cũng trách, mà bực bội rồi nó thứ gì nó cũng bực bội chứ. Nó là do gì mình không có hiểu sâu định lực nhân quả. Nên bây giờ mình nghe rồi, mình hiểu về nhân quả rồi, thì con người mình sống rất là tự tại, rất là vui. Nhưng mà đâu phải nghe một lần mà được đâu. Ta phải nghe một lần mà được đâu. Nghe bây giờ thì nó có năng lượng, thì gật đầu. Nhưng mà nó về á, nó gặp cảnh gặp duyên á, thì nó yếu lại. Ví dụ như mình đây mình nghe thì nó à, vậy thì nếu mà chồng con mà lỡ ông đi có vợ bé này kia thì con mới hiểu rồi. Nhân quả con đã làm như vậy, bây giờ ổng làm điều này thì thôi, thì bây giờ á con phải chuyển nghiệp lực, là con không thể nào mà hờn trách giận hờn chi, đúng không thầy? À đúng rồi, con phải phát nguyện lực là con phải niệm Phật cầu sanh cực lạc, đúng không thầy? À đúng. À, nghe vậy đó gật đầu, à chúng mình sẽ làm điều này. Nhưng mà về thấy thằng chồng mình nắm tay con nhỏ nào đi thì bắt đầu cái máu ghen nó mạnh hơn là cái máu chuyển nghiệp. Hiểu không? Ở đây là nó sanh cái máu chuyển nghiệp mạnh. Ở đây là những đức bổ túc quý vị, là cái máu chuyển nghiệp quý vị nó tăng lên, cái máu giải thoát nó đang hừng hực sôi sục lên, hiểu chưa? Nhưng mà vì về nhà là cái máu ghen quý vị nó tăng sôi sục lên. Nên người ta nói là thấy cảnh sanh tâm. Ở đây quý vị thấy những đức vị sanh tâm, sanh tâm tu giải thoát. Còn quý vị về nhà quý vị là vì thấy chồng, quý vị là sanh tâm ái nhiễm. Mà khi sanh cái tâm ái nhiễm thì nó mê hoặc điên đảo, thì cái máu ghen, cái máu tình chấp nó sùng sục nổi lên. Khi chồng mình mà nắm tay ai đi hoặc nó hung ta một cái là mình tức chết được. Thấy chưa? Nghe chúng ý với bà cười. Thấy không? Nói vậy thấy rất rõ ràng luôn. Nên cần phải bổ túc hoài, cần phải mỗi ngày mình đăng ký cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ của chùa mình. Thấy không? Để mỗi ngày mình đều nghe pháp hai thờ để mà cái máu giải thoát mình nó mạnh lên, tăng cái máu giải thoát lên, biết không? Chứ nếu như một tuần cái chừng nó lạc, một tuần mới đi đến đây nghe là ở nhà nó có chuyện xảy ra, là lúc này cái máu giải thoát mình nó yếu quá rồi, mà cái máu sân si, cái máu ghen nó mạnh quá thì nó lướt mà lỡ nó dứt mình một phát cái là mình gớt đài luôn. Nên cần mỗi ngày mình ở nhà mình cứ hai thời những đức giảng cứ nghe hoài để nhắc mình hoài vậy đó, thì cái tâm giải thoát nó cực kỳ mạnh luôn, và mình nhìn được vô thường rồi mình sẽ nhìn thấu và mình buông xuống được rất nhiều thứ rất là hay. Hoặc là quý vị vừa có tâm trạng gì buồn buồn thì cái buổi giảng đó có những đức giảng ra chứ, nó cởi mở liền cho mình luôn trong cái lúc đó liền, chứ không có để qua ngày qua đêm. Nên trong giới kinh Đức Phật nói rằng dặn người đừng để qua đêm. Nên mình bây giờ mình phải quyết chí, mình đặt cái câu này để vào tâm để mình làm, là dặn người tuyệt đối không để lâu. Vì mình dặn người để lâu mình mệt mỏi lắm. Thí dụ như một đêm mà mình dặn người mình ngủ không có được đâu. Mình dặn mình lo việc gì một đêm đó mình khó ngủ, mình căng thẳng lắm. Mà một đêm mà mình không ngủ được, ngày mai mình sẽ yếu năng lượng lại, cả nghe pháp cũng yếu, niệm Phật cũng yếu luôn.
Vì đêm đó mình ngủ không có được nên con người mình á, nó sẽ mệt mỏi bằng thằng lắm. Mà cái mệt mỏi bằng thằng đó, nghiệp quan gia nó thấy mình yếu rồi thì nó dập. Cái đà nó yếu, mình yếu là nó dập luôn vậy đó. Nên mình đang hừng hực mà cái tâm giải thoát thì nghiệp quan gia nó đều thấy. Và nó nói thôi thôi, nó đang giải thoát mạnh quá, mày nhào vô bậy bạ nó chưởng lên cái mà chết. Nên nó không có dám đụng vô nghe. Nhưng mà nó thấy mình yếu, ghen nè, sân hận nè, rồi lo âu nè, buồn phiền nè, là nó thấy cái từ trường mình nó bị yếu đi. Từ trường thiện nó yếu. Yếu là bắt đầu nghiệp quan gia nó dập đi. Tại vì nó đang ở bên cạnh mình á, đang sát bên mình luôn, đang ở trong người mình luôn. Nên cái gì của mình nghĩ ra nó đều biết rõ ràng hết chứ. Nên chúng ta đó, cái cần phát triển được cái tâm, tâm mà dũng mãnh tu giải thoát của đời này cho nó mạnh. Quý vị nhớ nè, nếu như mà chúng ta mà được một đời này mà về cực lạc đó, thì cái hạnh phúc này nó lớn dữ lắm. Quý vị coi ở trong cái cuộc đời này của chúng ta đó, dù bây giờ chúng ta có được chồng thương yêu hay vợ thương yêu, hay là hạnh phúc cỡ nào, nhưng nó phù du lắm quý vị à. Dù có giàu sang phú quý cỡ nào đi chăng nữa thì giống như nay tay mình ngày mai tay người khác à. Nó rất là phù du ảo ảnh trong cái cuộc đời này. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Từ xưa tới nay, dù là hoàng đế đi chăng nữa, hưởng thụ gì đi chăng nữa cũng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng quý vị phải nhớ rằng cái hưởng thụ ở thế gian này mà nhiều quá đó thì cái tuổi thọ nó ngắn lại à. Cái niềm vui mà mình hưởng thụ mà nhiều quá là sao tuổi thọ mình phần nhiều đa phần ngắn lại. Quý vị hãy coi lịch sử đi, đa phần những ông vua đều là chết sớm. Cái hưởng thụ của các ông quá lớn. Tuy là cái phước của các ông tạo rất lớn, nhưng mà cái hưởng của các ông cũng không có nhỏ. Nên khi mà phước ông hết là ông chết liền, đa phần là chết sớm. Quý vị để ý thì sẽ biết liền à. Nên quý vị thấy tại sao cái người tu người ta sống dai, là vì người ta hưởng thì ít mà người ta tạo thì nó nhiều quá. Ta tạo ra nó quá nhiều nên cái phước nó rất là dày. Mà người phước dày thì tuổi thọ kéo dài. Mà người khi mà phước mỏng thì nó ngắn tuổi thọ. Mà khi người hết phước là tức khắc chết. Nên cái người mà hưởng phước quá nhiều họ thường chết yểu. Nên con cháu mình mới sinh ra mà mình lo cho nó, mà bao nhiêu người trong nhà người lớn để mà chăm sóc, mà gọi là coi nó như ông hoàng, đội nó trên đầu, thì thường là đứa con này nó ưa chết sớm. Tại vì cái sự hưởng của nó đó là nó hưởng nhiều quá. Mà người lớn ai cũng là quá khứ là thương nó rồi, đội nó trên đầu nên nó tổn thọ. Nó tổn thọ. Mình thì mình nói là thương con cháu, nhưng mà thật sự mình hại nó tổn thọ đó. Nó thường là con mà con thương yêu quá, vì thấy nó ưa bệnh, đưa chết thì sao không rõ ràng không. Nhưng mà con người ta bỏ đại bỏ càng, nhưng mà nó sống bình thường, nó khỏe quá trời luôn. Mình để ý những chỗ này thì mình biết là con người khi phước hết là tức khắc người ta chết à. Phước hết là chết. Nên con cháu mình sinh ra mà giống như nhà giàu, mà gọi là ăn có người đem đến tới miệng, đút tới miệng, nước có người dưng đến tới miệng cho uống, thì quý vị biết rằng khi nó hết phước nó khổ dữ lắm. Nó rất là khổ luôn. Nên cái người mà biết thì mình luôn luôn là tích phước cho con cháu. Có phước tích phước cho con cháu. Nên người xưa ta nói một câu rất là hay: có khi tích tài nó lại là tích tai họa, mà mình đem cái tài mình làm phúc đức nó lại tích đức. Mà tích đức thì gia đạo nó thịnh, từng đời nó thịnh. Mà khi đã có đức thì nó làm ăn cái gì cũng thịnh. Mà nó đã mất đức thì tức khắc là nó suy sụp gia đạo liền. Nên á, cái bài học tập chúng ta hôm nay là chỗ bố thí thù thắng nhất là gì? Là bố thí pháp á. Hiểu chưa? Đó, bố thí pháp á. Thí dụ như bây giờ á, một chiếc máy nghe pháp V52 này thôi quý vị coi, vì tặng người ta thôi là quý vị thấy nó đã có kết quả. Nhiều người ở đâu mà người ta đến đây đông dữ vậy? Những đức đâu có tiếp ai cá nhân đâu, chỉ có qua cái việc chia sẻ Phật pháp thôi. Rồi rất nhiều người người ta đem máy nghe pháp này người ta đi tặng cho gia đình dòng họ, cho nhiều người khi người ta có duyên người ta gặp. Vậy đó mà một chiếc máy nghe pháp này có khi cứu cuộc đời người ta luôn. Rất là nhiều người gặp những đức nói rằng là chỉ có chiếc máy nghe pháp này. Quý vị coi bây giờ đi đến chùa, quý vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp, mà ở đâu mà tự nhiên đi đến đây, là từ chiếc máy nghe pháp này nó truyền rộng ra, và từ những lời người ta nêu lên, người ta nói ở nơi đó có ngôi chùa vậy, có ông thầy thuyết pháp gì đó, mỗi tuần chủ nhật vậy nên rủ đi cũng là thiết bố thuyết pháp. Rồi chiếc máy nghe pháp này tặng ra người ta nghe, nên một người ta rủ mười, ta rủ trăm, mà ta dẫn đi từ là từ nên chiếc máy nghe pháp này. Nên gọi là đây cũng là một phương pháp bố thí pháp. Còn bản thân mình tín nguyện niệm Phật mà ta thấy mình vui, mà người ta niệm Phật theo mình cũng là cách bố thí pháp. Có nghĩa là qua trung gian bố thí pháp rất nhiều phương pháp để bố thí pháp. Nhưng mà cái việc mà để đem Phật pháp giới thiệu
thì chiếc máy nghe pháp này trong cái thời cuộc hiện đại này là nó rất phù hợp. Tại vì quý vị làm cái gì, quý vị nấu cơm hay là quý vị cuốc đất, quý vị trồng rẫy trồng ruộng, quý vị đều đem theo treo kế bên để mình làm mà mình nghe được, để mà nhắc mình từng câu từng chữ về cái chuyện niệm Phật. Nên cái phương pháp bố thí pháp bằng chiếc máy nghe pháp trong cái thời cuộc này nó rất là hay, phải nhớ, rất là hay luôn đó. Nên khi mình đi về chùa, mình đi xuống phòng máy, mình đặt hoặc là bị điện thoại đến chùa thì sẽ có người gỡ máy cho quý vị, người ta chỉ cách làm sao cho quý vị để mình gỡ qua. Thí dụ như mình từ xa khắp nơi nơi mình điện thoại về chùa, hoặc mình biết thì điện thoại của một số các cô thì cứ điện cho cô này tùy quý vị. Nhưng quý vị không biết, điện thoại thẳng về nhà chùa, nhà chùa sẽ chỉ với quý vị. Là quý vị mình đặt những chiếc máy nghe pháp này mình thẳng nhất. Thí dụ như là mình có công ty xí nghiệp, bây giờ cuộc đời của mình sanh không mang đến, chết không mang đi. Mà đối với tất cả những người đi làm công cho gia đạo của mình, gia đình của mình, cho công ty xí nghiệp của mình, bây giờ mình tặng cho họ chiếc máy nghe pháp này để cho những người làm công này được nghe. Hoặc là mình tặng cho họ, mình khuyên họ đem về tặng cho cha mẹ họ đó, để bổn phận làm con của họ đem pháp để mà đưa cho cha mẹ. Mà có khi một chiếc máy nghe pháp này cha mẹ họ sẽ được nghe và cha mẹ họ sẽ đỡ buồn. Giống như quý vị là mỗi tuần chủ nhật đi đến đây bị cười nhiều, thì trong những chiếc máy nghe pháp này thì tất cả những buổi này để vào đây thì người ta sẽ được nghe, người ta sẽ cảm thấy ấm áp cõi lòng, người ta không buồn nữa. Thì người làm con này tặng cho cha mẹ, tặng cho ông bà, tặng cho bạn bè, tặng cho những người hữu duyên, tặng cho chòm sớm, tặng cho người làm công một chiếc máy nghe pháp này. Đây gọi là đại bố thí cúng dường. Nhớ đó à. Còn quý vị coi một chiếc máy niệm Phật gì nó nhỏ xíu à, quý vị thấy ai cũng đeo, thấy chưa? Là quý vị đi ra ngoài là tự nhiên bật cái điệu niệm Phật lên liền, cứ ra là bật lên à. A-di-đà-phật đó. Lầy rai chơi vậy đó. Đó. A-di-đà-phật. Nó làm cho mình được nghe, để nhắc mình niệm, gọi là mình thường duyên với A-di-đà-phật. Những đức nói 100% với quý vị là chùa của mình mà đầy đủ là do ngay cái chỗ những đức đem tịnh độ giới thiệu. Rồi chùa mình mỗi ngày tu 4 thờ, quý vị thấy cái phước của chùa mình lớn cỡ nào chưa? Những đức nói lớn quá, quá lớn. Bây giờ quý vị cứ nghĩ tin 100% là càng bố thí càng nhiều. Quý vị đi vào trong cái kho gạo chùa mình, quý vị thấy không? Có bao giờ mà kho gạo chùa mình hết không? Dù là đông người ăn đó, rất đông người ăn luôn, mà còn đi chia bớt luôn mà không hết. Mà tại sao nhà mình chỉ có 2-3 người mà nó ưa hết? Thấy chưa? Vì cái sự bố thí của mình nó nhỏ hơn người ta quá, nên mình chỉ hưởng cái phần nhỏ này trong gia đạo mình sống thôi. Nó Phật nói 100% thì càng bố thí thì càng giàu, càng nhiều tiền, nhiều phước thì nhiều tiền. Mà đem pháp thí mà chia sẻ cho người ta, tặng người ta, bố thí cho người ta thì thông minh. Quý vị thấy những đức á, là rõ ràng là một con người tu học từ từ, làm như cái đầu óc những đức nó nhanh nha quý vị, nó nhanh lẹ cái đầu óc nghe, nó nhạy bén đó. Quý vị thấy những đức ngày xưa và bây giờ, quý vị thấy những đức bây giờ càng ngày nó càng nhạy bén về cái chuyện nói chuyện và hiểu biết rất là nhiều thứ, mà trong khi ở chùa không đi đâu vậy mà hiểu biết rất nhiều việc mà chia sẻ một pháp cho bị nghe nữa. Là rõ ràng do những đức siêng đem pháp thí để tặng, thì càng tặng pháp thí thì càng thông minh. Phật dạy mà. Rồi quý vị biết rằng là sức khỏe dẻo dai, ăn chay phóng sanh, Phật nói tu hạnh vô ý thí thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Ba cái thí từ tài thí, pháp thí, vô ý thí, ba cái này mà muốn có quả báo tốt, vì ba việc là giàu sang, thông minh và sức khỏe, ba chỗ này là điểm quan trọng nhất của con người ở cái cuộc đời này, ai cũng cần, đúng không? Bây giờ ai cũng cần hết, mà muốn cái quả mà không tu nhân có không? Bây giờ quý vị muốn bẻ một cái trái dưa leo ăn mà quý vị không trồng cái hạt dưa leo, làm sao có trái dưa leo ăn? Dù quý vị không trồng cái dưa leo mà có dưa leo ăn là cũng quý vị cũng gieo nhân là đi kiếm tiền, đúng không? Thì mới mua được trái dưa leo. Nếu không có tiền ai cho quý vị quà? Nó thì cái nhân cái quả nó rất phù hợp. Nên mình muốn quả báo tốt thì mình phải gieo nhân tốt.
Bây giờ tối ngày mình đi gieo nhân ác không mà mình muốn quả tốt, không được đâu. Đó, nên một chiếc máy niệm Phật này thôi mà quý vị đeo, quý vị niệm Phật, quý vị nghe an tâm, vui, làm việc gì cũng để cái máy vào người. Chỗ mà đông người để được thì để, còn để không được bắt nhỏ để vào người mình cho vừa vừa mình nghe thôi. Thật sự quý vị nghe, để chiếc máy niệm Phật nhỏ này trong người mình, quý vị chưa niệm thôi cơ thể nó cũng tốt. Những đức tin 100% nó cái cơ thể mình nó vẫn tiếp nhận cái tốt. Giống như nhà khoa học ông Giang Bụng Thắng, ông thí nghiệm về nước, có thấy chưa? Cơ thể mình đa phần là nước nhiều, 70% là nước. Nên chúng ta để cái máy niệm Phật vô người mình dù mình chưa có niệm, nhưng mà câu Phật hiệu nó niệm, nó làm cho cơ thể mình nước tốt, nó làm cho thịt da mình cũng tốt nữa. À, giỡn đâu, giỡn đâu nha. Cái cơ thể mình nói mụn nhọt đi, vì để máy niệm Phật nó mụn nhọt lặng. Đừng nói chuyện đùa hết trời. Này mình nói mà nó nổi một ngứa chết luôn, lấy cái tay xoa xoa nó, ai vậy Đà Phật, ai vậy Đà Phật. Cái xong để cái máy niệm Phật ngay đó, mình ngủ sáng mai cũng lặn xuống. Ngộ ghê thấy không? Bây giờ như Đức nói, để cái máy niệm Phật trong cơ thể mà chưa niệm nó đã tốt rồi. Đừng nói chi niệm, chưa niệm là nước nó đã tốt rồi đó, nước cơ thể nó tốt. Nên cái người mình niệm Phật á, là cái người mình nó sảng khoái lắm, nó an lạc, nó vui. Thì mình đem cái niềm vui an lạc này mình tặng cho người ta cái máy niệm Phật, mình dạy cho người ta. Nên thí dụ như mấy cô đặt máy, đưa máy ra đi quý vị, mấy cô phải nghe Pháp, mấy cô phải niệm Phật, mấy cô phải chỉ người ta. Thì cái việc mà mấy cô làm nó phát động nhanh lắm. Tại vì mấy cô chỉ người ta nên người ta thích mấy cô. Rồi xong á là người ta cứ là cần máy người ta cứ điện cho mình, ta thích mình rồi. Hoặc là bây giờ mình cầm chiếc điện thoại là mình nói chuyện, nó hay, nó vui. Rồi mình chỉ dẫn người ta cái này cái kia nữa, thì tức khắc cái việc làm đó của mình nó hay dữ lắm. Nó rất là hay luôn. Nó tại sao mình không làm gì? Nên mỗi một người nên chân thật đem Phật Pháp đi giới thiệu, nhiệt tình đem Phật Pháp đi giới thiệu. Cái lợi ích này lớn dữ lắm, cho cuộc đời của mình và đời mình rất có ý nghĩa. Nó một chiếc máy niệm Phật này, rồi một chiếc máy nghe Pháp, rồi cái đèn bông sen này quý vị coi. Trên bàn thờ ông bà cha mẹ của mình chưa siêu thoát có nhiều người, thì biết rằng cái người chết nó chấp nặng lắm. Đừng nói chuyện đùa, mấy chục năm mà người ta còn chấp mà. Rồi ôi, người ta nằm ngay cái quan tài, ngay cái chỗ chôn đó, vì mà ta ở đó hoài luôn á chàng, không chịu đi á. Nên khi mà thờ, làm bàn thờ mà bàn thờ hình tùm lum hết chứ, có nhiều nhà người ta thờ hình nhiều lắm, thờ ông cố, ông nội, ông ngoại gì tùm lum hình. Mà ngày xưa mà cái hình trắng đen quý vị, hình mà nó kiểu mà trắng đó, để tùm lum á, mà hình bự, hình nhỏ đó. Nên bước vô bàn thờ, nhìn bàn thờ nó thấy ghê lắm. Bàn đêm mà đốt thêm cái đèn cầy leo lét, một nửa đêm mình thức dậy mình nhìn thấy, tự nhiên thấy ông bà mình cái mắt bự nhìn mình, tự nhiên mình muốn đi vệ sinh, mình nói nhìn bàn thờ sợ quá, đúng không? Nên mình tạo ra một cái phong thủy thờ cúng cho nó được, là hình ảnh đó mình nên chụp và mình gửi lại. Hình làm sao vừa vừa nhỏ nhỏ, hoặc làm bài vị, một tấm hình thiết nhỏ mình dán lên ngay cái bài vị. Cái bài vị, cái tên của ông bà mình, thí dụ như cái tên của ông bà mình là Hồ Văn Hiền. Nói dụ, thí dụ mà. Không? Rồi mình ghi cái bài vị là Hồ Văn Hiền, rồi mình dán cái hình ông Hiền này nè ngay cái bài vị, hình nhỏ xíu thôi. Hiểu không? Rồi mình làm bài vị bằng cái bài vị bằng gỗ á, nhìn nó đẹp đẹp á, rồi xong mình để cái vị nhỏ. Hoặc là mình làm một cái tấm ván thiệt là thiết kế cho đẹp, rồi mình bài vị tên, dán hình theo vị trí tên nhỏ. Tức khắc vị thờ vì nhìn rất thẩm mỹ luôn, rất là đẹp luôn. Mà nhìn cái nơi thờ cúng nó có một cái phong thủy tốt. Phong thủy tốt là gì? Là cái nơi thờ cúng mình thấy không có sợ, nghĩa là phong thủy tốt. Còn mình bước vào cái nơi thờ cúng mà đèn leo lét, rồi nhìn hình bự, hình nhỏ. Nhiều tấm hình ngày xưa chụp ông bà mình nhìn thấy ghê lắm, mặt nhìn kỳ cục, rồi mình nhìn thấy mình sợ, là cái nơi thờ cúng nó không được tốt, phong thủy nó không tốt. Nên á, tất cả những chùa chiền mà thờ linh á, mình nên bắt đèn cho nó sáng lên, dùng đèn cho sáng lên. Nếu mà mình có điều kiện, mình chơi cái tivi mà hình led cho nó bự, mình chiếu hình Phật A Di Đà, thánh chúng đồ xuyên suốt để trong cái nơi thờ linh. Và đèn mình bắt một vàng đèn thiệt là sáng, đừng có chỗ thờ linh mà bắt đèn màu đỏ với màu xanh thì ghê lắm chợ chợ. Đừng có thờ linh mà bắt đèn màu đỏ màu xanh nghe. Mà cái kiểu như có nhiều chùa mà người ta thờ linh nhiều quý vị, người ta để linh hàng vậy đó, nhưng mà bước vào quý vị thấy đèn cầy leo lét,
rồi nhang mà đốt nhiều quá mà nhang mà tàn ra cái này, nó co lại, rồi đèn cày leo lét quý vị. Tự nhiên mình bước vô mình thấy hình ảnh, mình quay là mình nhìn, mình thấy nhìn qua đây thấy hình nhìn mình, nhìn ra đây mình thấy hình nhìn mình, nhìn qua đây thấy hình nhìn mình, mình nhìn chút tự nhiên người mình, tự nhiên quý vị đi vào cái bàn linh, quý vị nghe cảm giác như là nó rợn 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 người, đúng không? Gọi là đó cái gì, phải không? Một là mình sợ, còn hai là âm khí của nơi thờ nó quá mạnh. Cái âm khí nó quá mạnh thì nó lướt cái dương khí của mình. Tại vì mình có một mình nên mình vô trong chỗ âm khí quá mạnh. Âm là nó lạnh lẽo nên mình bước vào mình gượng 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 người lên, là nơi âm khí nó mạnh quá. Nếu cái người mà dương khí yếu á, bước vào bước ra bệnh luôn. Vì mình bị hút bớt cái dương khí của mình. Mà dương khí khi nó giảm đi thì con người mình sẽ yếu đi, hiểu chưa? Nên con người, thí dụ những đức, ví dụ dương khí nó mạnh quá đi thì con người nó hừng hực cái tâm. Nhưng mà nếu dương khí nó yếu đi là lên nói chuyện, cái vị nó nói yếu xìu, hoặc là mặt nó kỳ cục lắm. Ví dụ như: chào quý vị, quý vị có khỏe không? Mình ở dưới mình ngồi mình nói: con thấy thầy có nên có khỏe không? Thầy hỏi con mà con thấy thầy sắp chết rồi. Đó là con người cái dương khí nó yếu quá, hiểu không? Mà khi con người mà mắc sạch dương khí là chết liền. Dương khí khi mắc là chết luôn. Nên quý vị hiểu nguyên lý này, quý vị vô cái ngôi chùa mà không tu á, rồi đèn đuốc thì tối hù, mờ mờ, thì vô sợ ma lắm. Đi đến vắng mới sợ ma lắm. Tại vì cái nguyên lý á, con người đông thì ma ẩn, mà con người ít thì ma hiện. Đó, cái nguyên lý là giống như cái thế của cái dương khí mạnh thì âm khí nó tan bớt đi, mà cái thế của dương khí yếu là âm khí thịnh. Mà âm khí khi thịnh, cái nơi mà âm khí thịnh đó là con người ta không có đến được. Quý vị để ý là cái người nơi nào mà nó u ám, nơi mà nó thấy sợ là con người đâu có đến đâu, đúng không? Là vì âm khí thịnh. Nên cái nơi chùa chiền mình là phải tạo điều kiện cho người ta tu mỗi ngày, và làm sao cho người ta vui thích đến chùa là dương khí thịnh. Mà dương khí thịnh thì phước báo thịnh, mà dương khí yếu là phước báo yếu. Mà cái phước báo ở trong cái âm khí đó mà mạnh đó, là tức khắc phước báo này là phước báo si. Nó làm cho mình phải đi tạo nghiệp, quý vị hiểu chưa? Tối tâm mù mờ mà đi tạo nghiệp. Nên quý vị biết hiểu được nguyên lý này thì chùa chiền mình sẽ đầu tư đèn. Ví dụ như bắt đèn hàng, bắt cho sáng rực rỡ cả chùa. Ví dụ như bây giờ quý vị đi về chùa mình bằng đêm, quý vị ngủ không được đi chăng nữa, đi vòng vòng cũng không sợ nữa. Không có sợ, đi đâu cũng không sợ chứ gì sao? Vì cái dương khí thịnh. Quý vị đến chùa anh đi biết mà. Nè, bạn linh phía sau này quý vị nằm ngủ cũng ngon. Không có ai sợ chứ. Quý vị không có thấy sợ. Nơi nào ta cũng bắt đèn sáng sủa, mà cái nơi có nhiều người tu nên nó ấm áp dữ lắm quý vị. Đó là những điều những đức chia sẻ ra, để từ trong nhà mình sắp xếp làm sao mà để trong nhà mình người ta bước vô chỗ thờ cúng mà ta học được, hiểu không? Ta học được cái điểm thờ cúng mà thấy nó sạch sẽ, thấy nó đẹp. Cái này rất là quan trọng đó nghe, chứ không phải là không quan trọng đâu đó. Còn chùa chiền gì sao mà người ta không đến? Người ta sợ chùa mình quá. Vô chùa mình sợ quá. Nó vô nó mờ mờ kỳ quá. Hồi xưa nhà đức dưới quê mà nhà đức đến chùa, nhà đức sợ lắm. Đến chùa mình thấy trên bàn thờ nhiều quá quý vị. Thờ Phật gì đâu mà xấu của người ta. Người ta nhìn Phật trang nghiêm nên người ta mới lại quý vị. Hiểu không? Bây giờ đơn giản thôi, mình nhìn thấy một người nào mà cao ráo mà đẹp, mình nhìn phong độ, mình nhìn mình cũng phái, mình kính trọng nữa nghe. Mà mình nhìn cái người lùng xỉn với những đức đi sẹt, mà thấy thầy lùng quá trời, hô nữa, đúng không? Tự nhiên thiếu sự cung kính. Nên tại sao mà nói Phật là tướng hảo quang minh, hiểu không? Tôn giả A Nan mà nhìn Đức Phật đi về hoàng cung mà đi tu đó, Tôn giả A Nan nói rằng ta đã đẹp rồi, mà Phật còn đẹp hơn ta nữa. Nhìn Đức Phật đẹp mà phái tu, cuối cùng đi tu luôn đó quý vị. Tôn giả A Nan là nhìn Đức Thế Tôn đẹp quá mà đi tu đó, gọi là tướng hảo quang minh. Nên mình là người tu, ít gì nó cũng coi được, nó sạch sẽ một chút, coi nó cũng được. Từ khi tu á, là ít gì nó cũng có cái tướng hảo một chút. Nếu như mà mình lúc chưa tu mà nó đẹp, mà mình tu giết rồi nó tàn, ai tu chờ, ai mà đi tu nó thiệt luôn á, hiểu không? Nè, lúc mình chưa đi tu thì mình còn cười cười, nhưng mà mình tu giết rồi tự nhiên mình ngồi đâu mình cũng hỏi: ủa sao mà tôi thấy chị anh đi tu giết mà kỳ cục ở đây?
Bây giờ trong tâm tôi chỉ có cái việc giải thoát làm chính. Còn tất cả những việc trong cái cuộc đời này tôi không có còn nghĩ ngợi tới nói nữa. Nên cười để làm gì với sự đau khổ trong cuộc đời này. Nó thật là trời là trời. Thôi. Tu kiểu như ông thôi miễn, tôi khỏi tu luôn. Thôi là trời, trước nhất là về cực lạc thì về, nhưng mà ít gì ở cái cõi này ông cũng phải có sự an lạc gì đó. Tại vì bao nhiêu con người ở cái cuộc đời này người ta đang sống, mà ông tu mà ông chỉ có cái chuyện mà hướng về cực lạc mà ông quên đi cái tiêu cực của ta bà này, thì bây giờ bao nhiêu con người ở cõi ta bà này làm sao người ta tiếp nhận Phật pháp? Hiểu chưa? Tu mà ông không hiểu cái gì chứ người trợ. Ông nói là ông muốn giải thoát thì tôi chấp nhận ông cái việc ông tu, mà ông hướng đến giải thoát là đúng chứ không có sai. Nhưng mà ông đang còn ở cõi ta bà này thì ông tu ông phải an lạc chứ. Ông phải vui để cho người ta thấy gì mà người ta tu thì ông mới là tự độ độ tha. Còn bây giờ ông tu giết mà ông tiêu cực luôn với cõi ta bà này à. Mà cái nhân của cõi ta bà này là cái nguồn gốc để ông sanh cực lạc. Mà cái cõi cực lạc là an lạc, mà ông ở cõi ta bà này ông không an lạc, ông làm sao ông sanh cực lạc? Nó, quý ông quý vị giải thích rất rõ ràng. Nên nhiều người người ta tu kỳ cục lắm. Tự nhiên người ta tu với người ta đi. Tuy niệm Phật rất là nhiều, ngồi đâu cũng niệm lia liệm lịa chứ. Vậy đó mà cái người ta ở đâu người ta ngồi kế bên, người ta gõ gõ cái gì can can cái quay qua. Đó. Rồi cái gì người ta chỉ ăn động đến cái thôi. Niệm Phật đi, đừng nói chuyện, nói chuyện mà lợi ích gì đâu. Nhưng Đức nói cho bị nghe, có khi nó nói chuyện mà nó vui hơn nó niệm Phật là sao. Nó nói gì nè, thì tao nói chuyện một chút rồi tao niệm Phật. Tao niệm Phật hoài tao thấy nặng nề quá, mày cho tao nói chuyện một chút đi rồi tao niệm Phật, được không? Nó ừ được chứ sao được, phải không? Đó. Giống y gan thôi, quý vị ngồi quý vị nghe pháp một chút bị đau chân mà, thì thẳng chân ra, tì cách thẳng, thẳng sao được thẳng kệ quý vị chứ. Tại đông quá thì thẳng sao được chuyện của quý vị. Nhưng mà quý vị có quyền thẳng chân ra còn nghe, ngồi nghe nữa được mà, đúng không? Đó, bây giờ bị bắt ngồi hoài đau chân quá đó, nên từ nữa đó thì con người ta bị bắt nó niệm Phật suốt luôn, niệm đâu có được đâu, nó niệm hoài luôn, có khi nó niệm không có vô. Giống như mình ăn một món đồ ăn ngon mà mình ăn vừa thôi chứ mình ăn nhiều quá nó vô dữ quá mà nó không tiêu hóa cũng bị nặng cái bụng, đúng chưa? Thì con người mà niệm Phật á, mình phải biết nó tiêu hóa được câu Phật hiệu. Mà cái tiêu hóa được câu Phật hiệu là ngay chỗ nào biết không? Niệm vui á, niệm vui nó tiêu hóa câu Phật hiệu. Còn quý vị mà buồn mà niệm Phật, nặng nề mà niệm Phật là ép vào nó dội ra không à. Niệm nó chặn ai vai cũ luôn, khó niệm lắm, không có dễ đâu trời. Nó cái người mà niệm Phật mà tiêu hóa được câu Phật hiệu là vui á. Tại vì câu Phật hiệu A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Tâm giác ngộ niệm câu Phật hiệu là bỏ vào là nó lọt vào nó tiêu hóa đặc sắc lắm. Nhưng mà vị mê hoặc đến niệm Phật á là nó nặng lắm, nên phải cho nó nghỉ một chút. Rồi nó chơi nó nói chuyện một chút nó niệm nữa. Ờ, à, không giỡn đâu á. Bây giờ điển hình như căn tính mình đây nè, quý vị đâu có niệm Phật hoài đâu. Ngồi nghe pháp gì nè, tu xong ra ngoài vừa bước ra là mỗi bà cái giỏ sách nắm tay nhau đi là nói chuyện um sùm đúng không? Nói chuyện liền. Rồi hoặc vô nhà ăn là bắt đầu là nói chuyện cừ đồ liền. Để làm chi? Nó vui là như vậy đó. Nghĩa là lúc niệm Phật rồi niệm Phật rồi nó vui. Thấy không? Rồi nó vui xong rồi nó niệm Phật. Rồi niệm Phật xong rồi nó vui. Đó, chứ vị nói niệm hoài đi, niệm hoài luôn, niệm hoài luôn. Không chơi với ai, niệm hoài đi. Thì trong cái cuộc đời này nó không phù hợp. Tại vì có những người người ta đâu có niệm Phật nên cần có người nói chuyện cho người ta nghe để người ta niệm Phật. Chứ đâu phải niệm Phật hoài, mà cái tâm thiện đó là Phật đó. Chữ Phật là chữ giác, nên khi mình thiện với người là chữ Phật. Chứ không phải là cứ Phật hoài đâu. Hiểu chưa? Đó, nên có một cái cô có hỏi những Đức, có nói thầy ơi, con đưa lên cái số lượng niệm Phật mà con thấy á, con niệm dữ quá. Con niệm để cố gắng cho nó đủ cái số lượng đó, mà có khi con thấy con niệm không có đúng. Nhưng Đức nói, ủa cô biết niệm không đúng? Biết, nhưng mà con vẫn niệm. Đức hỏi, cô niệm sao? Cô nói, con niệm không đúng có tội không thầy nè? Mà cô niệm sao? Bà nói rằng là, con niệm cho cố gắng để cái số lượng nó đủ thì con... Bà nói là con chơi như là đua xe vậy thầy.
như đua xe tốc độ, thầy tốc độ cao, con làm một linh lọt một một con làm mà giết mà con lẻo lử luôn, và con bấm, con bấm mà thầy biết rằng là con có tổng cộng là 10 cái máy bấm số mà con bấm lụng hết 8 cái. Ôi trời thấy ghê, bà đó bấm thấy sợ thiệt. Nói là con làm gì có tội không thầy? Những đức nói ở đây, những đức không có nói cần nói cái câu có tội trong đó, vì Phật không có trách tội cô. Nhưng mà cái tội của cô là tham cầu câu Phật hiệu mà làm không đúng, thì cô tự làm, cô tự chịu thôi, chứ Phật không có bắt tội cái chỗ đó làm cái gì, hiểu không? Thì ít gì trong tâm cũng nghĩ là Phật, hiểu không? Nó dặn tốt là Phật, hiểu không? Nhưng mà những đức khuyên cô, những đức nói ví dụ bây giờ cô bưng một chén cơm lên cô ăn, thà cô múc chậm mà múc một muỗng chắc một muỗng bỏ vào miệng, thời gian múc á chỉ có 3 lần mà được 3 muỗng tròn vẹn trong miệng, còn hơn cô múc 10 muỗng mà không có mấy hộp vô miệng. Suy nghĩ đi. Hiểu chưa? Nếu mà nói có tội ta thấy ớn quá, mà nói gì ta tự mà hiểu. Nên như Đức nói rằng thà bây giờ chúng ta A Di Đà Phật bấm cho nó nhẹ nhàng thì sao đâu, mà nó thoải mái nữa chứ. A Di Đà Phật bấm. Hiểu không? Mình vừa đi vòng mình vui nữa, mình chơi mình cũng được nè. A Di Đà Phật bấm. Hiểu chưa? Mình vừa niệm một câu Phật hiệu mà mình lại vui, mà câu nào nó chắc câu nấy, còn hơn là mình làm chi mà ghê gớm vậy. Thật sự mà nói cái gì mà gấp gáp là nó cũng không có thích được. Công nhận không? Bất cứ một cái gì trong cái cuộc đời này gấp gáp là không thích à. Quý vị cắt một cái trái cây mà gấp gáp cũng dễ bị đứt tay. Hiểu chưa? Nên bất cứ một cái gì trong cuộc đời này phải từ tốn. Nó từ tốn, chậm chạp, nhẹ nhàng. Thì câu Phật hiệu cũng vậy. A Di Đà Phật bấm. Thấy chưa? A Di Đà Phật bấm một cái thôi. Kệ một ngày được bao nhiêu kệ nó, nhưng mà chúng ta làm sao câu nào chắc câu nấy còn hơn. Có nhiều bà cụ già trong chùa bánh nằm, bánh làm nè, phật. Những đức nói bà niệm cái này chút chút đứt đầu những đức quá, bà phật liệt phật. Bà làm chiều lại thì hỏi nhiêu cái này bấm được nhiêu bà cụ? 30. Ba chục này nó còn không bằng người ta niệm 300 câu nữa. Tại vì cái câu niệm của quý vị nó không tròn vẹn. Thí dụ như bây giờ quý vị gọi Nhân Đức, thí dụ như thầy Nhân Đức, đúng không? Còn nếu như quý vị gặp Nhân Đức, quý vị kêu Đức. Thì kêu chứ cho Nhân Đức, Đức dây luôn á. Không, quý vị kêu Đức không à. Thí dụ như cỡ nào chăng nữa cũng thầy Đức thì còn có được. Thấy không? Không. Ví dụ như bây giờ thầy Nhẫn Đức thì nó phù hợp quá. Thầy Nhẫn Đức ví dụ đi. Còn quý vị kêu Đức. Ai với Đà Phật quý vị kêu Phật. Tội phục lìa chứ. Không. Nên mình á, nhẹ nhàng. Đây là cái cách chỉ mà rất là vui. Thấy không? Mà niệm một mình cũng vui nữa. Cảm thấy mình thích. Mình thấy không? Mình những gì mình vui mình niệm Phật nha. A Di Đà Phật. À, mình cứ làm vậy, mình làm cho nó vui nghe. Đó, nhưng mà một ngày được bao nhiêu câu tùy gì. Nhưng mà mình thường niệm như vậy đó thì quý vị đâu có gián đoạn đâu. Tuy chậm mà đâu có gián đoạn. Vì cần chi cái số lượng thiệt là nhiều nhưng mà nó không có đầy đủ. Không có đầy đủ mà niệm vậy nó cũng làm cho mình căng thẳng nữa. Tại vì mình một câu Phật hiệu mà mình nghe mình niệm nó đàng hoàng thì khi mà người ta làm gì mình phiền não, mình không có phiền não được. Tại vì mình niệm mình nghe đàng hoàng từ câu từng chữ. Còn mình ví dụ như ai gì đà Phật, 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 ai gì đà Phật. Quý vị thấy cái mặt chưa? Ai gì đà Phật, ai gì đà Phật. Ai gì đà Phật, ai gì đà Phật. Niệm nhanh là cái mặt nó kỳ cục lắm, không có giỡn đâu nghe. Mình niệm giống như mình quên trời chăng mây gió, mình cố gắng mình niệm cho số lượng nhiều. Chứ không phải nhiếp tâm đâu, đâu phải nhiếp tâm. Những đức đã từng trải qua, những đức kinh nghiệm, những đức thí nghiệm thử, những đức ngồi ngay tấm gương á. Như đức làm lịa như mấy bà già thử coi nó thì sao. Mình cố gắng mình niệm cho thành số lượng quý vị. Mình ngồi mình làm nè. Vậy đó nghe mà ai vô mà gõ cửa mình cái mình nói thứ gì đó, đang niệm Phật gõ cửa.
Anh bước ra mình hỏi cái gì? Nói nhanh đi, chưa đủ vô lượng kìa. Nói nhanh. Nói được rồi. Được rồi. Thôi vậy đi. Vô tôi niệm nữa coi. Vô cái tiếp tục ngồi cái tấm gương. Cái gì là Phật hả? Chậu chậu niệm Phật cái đó mà nó kỳ cục cũng gần chết luôn. Sau này như Đức kinh nghiệm là như Đức nói thôi niệm kiểu này không thấy được, không ổn quá. Niệm kiểu này chắc có ngày chắc nó bị tai biến quá. Đó thấy cái mồi gì nó kỳ cục quá. Hiểu chưa quý vị? Niệm viết á, niệm. Nhưng Đức nói vì mà niệm kiểu đó nó găng tay găng chân miệng mờ mới bị giật hết luôn. Tại vì quý vị thấy rõ ràng không? Phải tay biến không? Niệm với cái miệng miệng méo. Thôi cười thấy rõ ràng niệm với miệng méo mà đi. Trời ơi trời. Chỗ đó ai mà quay phim là chắc mà chết luôn. Niệm kỳ cục. Niệm gì đâu mà lá kỳ. Thà bây giờ mình từ tốn đi nhẹ nhàng. A Di Đà Phật. Thấy không? Cái tâm nó dịu, rõ ràng cái tâm dịu xuống mà ai với đạo Phật. Còn kia mình ai trời nó kỳ cục không có nên nghe quý vị. Đừng có thành cái số lượng mà niệm ra như vậy nghe. Từ từ tay biến á trời. Giỡn đâu. Nên mấy bà già ông chùa này nhắc hoài luôn á. Mà ngày, chiều nào cũng là 30 rồi nó tôi mệt quá 30 thì tôi ớn quá. Cứ phập lia 30 giật lia nhưng mà nó thành quen á quý vị. Mấy bà cụ mình mới gần chết á nó cầm cái máy á, bà cầm cứng ngắc không chịu buông ra đâu, cầm nó làm gì hoài nó nhịp hoài luôn, tại vì mấy năm chờ mới nhịp mấy năm mới thành ghiền quý vị, ghiền nhịp ở tay vậy nè, rồi xong cái lấy cái máy ra xong còn cái tay không có làm nè. Mấy bà cụ mình gần chết mà vẫn cái tay gì nè quý vị. Bà đưa gì bóp nấy à, bà đưa quý vị đưa cái máy cái máy nghe pháp bà chơi bà nhịp luôn. Hết biết cái gì rồi cái đụng cái gì bà nhịp nấy à. Mấy bà cụ già chùa mình á. Quý vị thấy không, cái chủng tử nó ghê chưa? Nên như Đức nói này, cái máy bấm số này nó hay dữ lắm nè. Nếu như quý vị niệm mà đàng hoàng thì chiếc máy bấm số này nó là một cái phương tiện rất là hay cho mình niệm Phật luôn. Ví dụ như một ngày 2-3 ngàn, 5 ngàn gì đó nhưng mà chất lượng. Như Đức nó bảo đảm 100% nó lợi ích rất là lớn. Nếu mà con quý vị nó muốn bỏ cái chiếc điện thoại là phải dùng cái máy bấm số này nè. Nó mà niệm Phật là nó bấm số là nó bỏ chiếc điện thoại liền. Nên hồi tối như Đức nói một câu rất là hay. Quý vị nên có quy trình mới lại một chút đi. Đối với con cái đi. Bây giờ giữa mình và con luôn kết hợp. Thời gian chúng ta cũng có xài điện thoại đúng không? Giờ giấc buổi tối mấy giờ chúng ta gom điện thoại của ta và điện thoại con hết, điện thoại của chồng luôn. Chúng ta đem vô cái tủ chúng ta cùng phá lại. Ngày mai sáng mấy giờ chúng ta đem điện thoại ra chia lại cho nhau. Vậy thì buổi tối được ngủ. Hiểu không? Chúng ta con bằng đêm nó không ngủ, nó sáng nó mệt mỏi, học không có tiến bộ được. Nên quy tắc ví dụ như xài tới 9 giờ, 9 giờ rưỡi là cha, mẹ, con gom điện thoại hết, em cắt. Để gia đình được ngồi nói chuyện nhau còn chút đi ngủ. Quy tắc luôn quý vị. Rồi buổi trưa hay gì đó thì giờ buổi trưa, ngủ trưa là tức khắc gom điện thoại, cắt vô tủ, đang đi ngủ. Ngủ thức dậy rồi trả điện thoại lại. Thì những cái giờ ngủ đó nó được gọi là yên, không có bị điện thoại réo. Thêm cái nữa, những ngày đi làm nghỉ chúng ta đưa lên quy tắc là giờ gọi điện thoại của mình là giờ nào. Và chúng ta đem điện thoại đi gom, cắt hết điện thoại của vợ chồng, cắt hết luôn. Để cho gia đình nó được thân cận lại với nhau, nó được gần lại với nhau. Quý vị làm đi. Thật sự mà nói có những giây phút quý vị đừng có xài điện thoại. Mà phải có phương pháp. Đem chiếc điện thoại vô cái tủ phá lại. Đừng có để bên mình. Rồi chiếc điện thoại này bây giờ nó ghiền dữ lắm rồi. Nó ghiền chết được chiếc điện thoại này rồi. Nó nên bây giờ phải có phương pháp để phá nó lại, cắt nó đi. Thì có thời gian mình không có cầm điện thoại. Vậy mình đổi qua cầm cái gì? Cầm máy bấm số. Không? Niệm câu bấm số. Thì tự nhiên quý vị biết rằng cái kết quả này rất là lớn cho cái gia đình của mình. Bây giờ chúng ta đưa lên cái kế hoạch đi quý vị. Nếu như mà mình lam lũ cực khổ kiếm tiền mà nhà của mình, tương lai con mình nó bị hư hết vì chiếc điện thoại này thì thua quá, thất bại quá. Mà bây giờ nhà Đức nói mạnh dạn 100% là chiếc điện thoại này hại người nè. Bởi Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói cái tivi và chiếc điện thoại là con
con ma dữ nhất của xã hội này. Nó làm cho con người ta hư hết luôn. Bây giờ quý vị biết rằng là những cái việc mà trên mạng bây giờ là con người ta coi vô là hư hết trơn quý vị ơi. Và mới bị đắm nhiễm vào chiếc điện thoại luôn. Đắm nhiễm đến mức mà nó mê đắm vào chiếc điện thoại, bỏ cơm, bỏ ngủ luôn. Là quên con người luôn quý vị. Nó mê đến mức như vậy đó trời. Bây giờ là con người ta do chiếc điện thoại này mà hư nè. Mình hồi xưa mình nghĩ rằng trời, cái sự phát triển nó đặc biệt quá. Nhưng mà không ngờ nghe trời, nó lại hại con người qua cái chiếc điện thoại. Nhân Đức nói thật chứ, nếu như mà nói mà quản lý được mạng truyền thông, mà nói là cắt tất cả những cái mạng mà phát triển mà này kia được đó nghe, đúng là cứu con người. Cái công đức này lớn biết bao nhiêu mà nói. Chỉ có được truyền bá những cái mà gọi là cần thiết truyền bá thôi. Còn những cái không cần thiết truyền bá, không cần gì cái kiếm tiền đó, cắt bỏ luôn. Để chúng ta nuôi dưỡng cái nhân sinh con người của quốc gia chúng ta tốt đẹp lại. Thì tức khắc cái đất nước chúng ta nhân tài nhiều xuất hiện liền quý vị. Còn bây giờ mà con nít bây giờ mà nó ghiền điện thoại là sau này con nít không có nhân tài đâu quý vị à. Quý vị coi con quý vị, nó khờ hết trơn rồi. Nó ghiền điện thoại đến mức mà nó đi học về là nó để cặp vở qua một bên, nó đi lên phòng nó đóng cửa cái rầm, nó bấm cửa lại. Thì thấy không, nó vô đó là nó chơi điện thoại không à. Rồi nó còn nhỏ thôi mà nó chơi, nó điện thoại, nó nói chuyện này chuyện kia. Nó nói chuyện tầm bảy tầm bạ, hoặc nó coi cái này kia tầm bảy tầm bạ quý vị. Nó coi viết rồi là nó hư hết trơn quý vị ơi. Thật sự mình cực khổ, mình kiếm tiền mình cho con đi học mà nó hư hết trơn. Sau này cái tư tưởng của nó tiêu cực lắm. Nên con nít mà đi về chùa mình ít gì nó còn có cái hương vị nhân sinh. Nên những đức khuyên quý vị là mỗi tuần thứ bảy quý vị cố gắng hai vợ chồng dẫn con cái đến chùa. Cứ là tuần nào nó cũng được nuôi chút kệ nó, được chút nào đỡ chút nấy. Dù cỡ nào nó cũng được nghe nhắc hoài mấy cái câu nói thật, làm thiệt, đàng hoàng, hiếu với cha mẹ, hòa thượng anh em. Cứ nhắc hoài nhiêu đó thôi, mưa lâu thấm đất, nhắc hoài luôn cũng ảnh hưởng. Hiểu chưa? Có nhiêu đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ cái quan trọng là nói lời chân thật, đừng có tham lam của người ta. Rồi bây giờ đừng có bao giờ mà chúng ta anh em lại gì của cải mà giành giật nhau kiện cáo. Rồi con đừng có bao giờ gạt gẫm cha mẹ. Nhiều đó mình nói hoài để nó lâu ngày nó bị nó thấm từ từ nhiều thôi. Rồi nhiều thôi là cũng sống đủ ngon lành. Nó thiệt đó. Nên mỗi tuần thứ bảy dẫn con em đến chùa. Rồi mình chủ nhật mình ở được luôn, mình tu gì nè. Quý vị biết rằng thứ bảy chủ nhật hai ngày đặc biệt để tu phước duyên. Ở đâu mà ai mà chịu khó làm điều này? Ở đâu mà giảng hoài cho quý vị nghe trời? Không có đâu. Người ta cả tháng chờ người ta mới ghi được bài giảng. Không đâu mà giảng hoài. Thì coi đúng không? Đâu mà giảng hoài được. Nên mấy cái buổi nhân đức người ta lấy người ta bỏ lên, người ta thay đổi cái tựa đề nó cũng làm được hoài luôn. Tại vì đức giảng liên tục, giảng hoài luôn, những buổi giảng đức đầy trên mạng. Mà bây giờ người ta nghe càng ngày càng đông nha quý vị. Càng ngày tăng tốc cái lượng người lên coi rất là đông, mà rất nhiều trang ta chia sẻ. Quý vị thấy không? Nó rõ ràng luôn là nó kiên nhẫn làm giết có lợi ích. Bây giờ mình bố thí pháp thù thắng phải không? Mình lập ra một cái trang mạng, mình bỏ những buổi giảng vô, mình quảng cáo tiếp tục từ từ phát triển luôn. Bây giờ muốn cái trang mình mà nhiều người biết đến, đi ngày chủ nhật đến đây quay mấy đoạn này kia, đồ tu đồ chút xíu gì mà bỏ lên coi tự trang mình đã biết luôn. Nhiều cách để cái trang mình nhiều người biết, mình lập thành một cái trang mà mỗi ngày chuyên tu, mỗi ngày đem một pháp tặng giới thiệu cho nhiều người. Cứ làm như vậy lâu dài đi quý vị coi, chỉ là cái trang đó thôi quý vị cũng sống ổn định. Lạ kỳ cái phước duyên á mà nó tốt. Nên nó phải kiên nhẫn mới làm như những đức này. Quý vị có biết cái gì đâu. Chùa mình là phim ảnh là thật sự không có biết đâu quý vị. Mà niệm Phật mà tự nhiên làm được. Như chú Tâm Nhiên này qua trường lớp gì đâu chợ. Nó làm đại làm càng mà bây giờ. chị té ghế bây giờ. Nó. Thì quý vị biết rằng bây giờ mà mình đang ngồi giảng gì đi. Thì bây giờ cái máy này nó quay quý vị nè. Quý vị đang ở trên mạng cho nó. Ông gà, quý vị đang chảnh ta đang coi thấy cô Dự Sưng rồi, thấy mấy cô nè. Cô Thư rồi này kia đồ, vợ Viễn đồ. Thấy không? Lạng lạng trên mạng á chảnh. Thấy không? Đó. Thì xong cái đầu là hôm nay mai cái đầu làm cái đoạn phim này đưa lên tiếp tục. Mà giờ này là người ta đã coi trực tiếp rồi đó nghe. Thấy không?
Nên tại sao mà đi đến chùa mà tu phước tu duyên tu thắng, phải không? Tại vì cả cái hội chúng này mình cười cái thôi thì cái nụ cười mình trang hoàng điều hết cho tất cả con người đây luôn. Mà nếu như bây giờ mình ngồi đây mà mình khóc một phát thôi là mình làm cho tất cả con người ở đây phải khóc. Nên mình cười, mình vui thì tất cả con người ở đây được hưởng cái niềm vui từ trường đó. Mà khi hưởng cái niềm vui từ trường đó thì vị biết phước duyên vị rất là lớn. Nên ít có ai mà người ta mà ngồi nói chuyện hoài cho quý vị nghe lắm. Nó cũng hao hơi tổn sức quý vị. Nhưng mà những đức ngộ thai, những đức chia sẻ bọc pháp, những đức rất là vui. Nó hừng hực cái tâm ngộ lắm. Chứ những đức không có ngán nha. Những đức nghĩ rằng cái này là cái nghề làm việc của mình nó hay, thích. Thích quá nên từ những đó mình làm lâu ngày nó thành ghiền luôn quý vị. Nhưng mà cái đặc biệt của những đức là không đi đâu nên những đức khuyên niệm Phật không à. Nên những đức giảng chỉ ngay vào cái đề niệm Phật không à quý vị. Nên mình đi về đây nè, mình tu phước tu duyên mà quý vị coi, phải rõ ràng cái món ăn tinh thần này nó kết quả không. Chùa mình càng ngày càng đông nghe, chứ không phải ít nghe quý vị. Bây giờ là đâu còn lễ Phật được nữa đâu. Bây giờ quý vị coi bây giờ lễ Phật chúng ta ngồi ở đâu? Trên điện trên đi, điện dưới lễ Phật ngồi ở đâu? Không lẽ ra ngoài sân ngồi nắng tới mồ, hiểu không? Bây giờ phải chịu khó ngồi gì chặt chội, nhưng mà được ngồi trong đây đó. Nên bây giờ càng ngày càng đông, bây giờ là khắp nơi nơi người ta là thứ bảy người ta đến rồi đó. Bây giờ ở bên chùa mới bên là thứ bảy bữa nay đông thêm rồi đó quý vị. Cái nhà ăn bữa nay gần tới múc ở dưới rồi đó. Hôm qua những đứa đi vòng coi là bữa nay là nhà ăn nó sát tới gần tới dưới rồi đó, là có nghĩa là càng ngày càng đông. Nhưng Đức nói rằng khó mà đi được nó thấy quý, nhớ nghe, khó mà đi được mới quý. Có những cô mà nhà Đức thấy rồi ơi, công nhận thiệt. Bởi vì làm như người nữ người ta khó khăn quá nên người ta tâm quyết luôn chào. Đi lợ tu xong rồi phải tranh thủ đi về đi làm hết rồi. Có nhiều người quý vị còn thoải mái đi tu xong về nghỉ, còn có những người đi tu xong phải đi làm tiếp tục. Có những người nghe quý vị lại Bồ Tát Quán Thế Âm nghe, lỡ nghe pháp xong đi làm, chiều đến lại Quán Âm về đi làm, xong bữa sau đến nghe pháp đi làm, xong đi lại Quán Âm đi làm. Công nhận cái tâm quyết kinh khủng thiệt. Thôi nhưng mà cố gắng cái tâm quyết đó đi. Tại vì cuộc sống làm thì có cuộc sống để mà sống. Nhưng mà đừng có bỏ tu, vì bỏ tu là mất tất cả. Quý vị coi nè, khi cặn tử nghiệp cuộc đời của người mình. Trời ơi quý vị biết rằng nằm mà gần chết mà cái cảnh này mình nhìn thấy thê thảm quá. Nhìn cái cảnh này cuộc đời của người chúng ta không ham gì nữa chứ quý vị ơi. Mà mình sẽ đi đến cái ngày đó. Bây giờ mình bốn mấy tuổi rồi, mình lay quay mình tới bây giờ nè chàng. Chứ đừng có nói, nó đâu có lâu bao lâu nữa đâu. Mà ai mà biết được thọ mạng chừng nào đến, hiểu chưa? Mà khi gần chết nó thê thảm với mình mà không biết tu á. Ôi ôi nó thê thảm gì đâu, có những người ta gần chết ta dãy khi ta gần chết. Còn đa phần là mình gần chết là mình đều gần chết kinh khủng lắm. Nhưng mà ví dụ như mình lên một cái mà mình xuống lại được là nó chưa chết liền đâu. Nhưng mà nó lên rồi mà nó xuống không được là nó sắp đi rồi đó. Nó lên luôn mà nó không xuống được là nó sắp đi. Ví dụ như rồi hai hơi nữa là đứt bóng liền. Tại vì lên không là còn hơi thừa, còn hơi thừa để lên được một chút nữa thì nó lên đến mức là chúng ta đâu có thêm nữa đâu, thì đứt bóng liền, chết liền tại chỗ. Còn cái kiểu mà là còn thời gian khi một ngày hai ngày đó, nó tại vì nó lên mà nó xuống được thì nó còn ngày hai ngày, mà nó lên kiểu đó là nó gượng gạo đi sống. Nhìn cái cảnh này thì thôi, cuộc đời con người chúng ta cái gì đi chăng nữa cũng đi đến cái ngày này, hơn thua cái gì bây giờ. Những đức nói quý vị có chạy nhanh cỡ nào thì chạy không ra khỏi quan tài đâu. Ai chạy ra khỏi quan tài trong đây, ai nói tôi chạy ra khỏi quan tài đưa tay coi. Điều này tu không tu gì cũng hiểu cái chuyện chúng ta chạy không ra khỏi quan tài. Đất có cò bay thẳng cánh đi chăng nữa, có giàu cỡ nào đi chăng nữa, quý vị cũng không chạy ra khỏi quan tài. Đố quý vị chạy ra khỏi quan tài đó. Nhà có bao nhiêu căn biệt thự, đất có nhiều cỡ nào, quý vị chỉ có nằm trong quan tài, một là đi thiêu, hai là chôn một khoảnh đất rất nhỏ, đốt
thành tro bụi. Hãy cảm giác đi quý vị, hãy cảm giác cái vô thường đi, để con người chúng ta hiền. Hiền đi, nghe đạo hiền bớt đi mấy bà. Mấy bà mà tối ngày chữ chồng chữ con hoài, nó chữ tàu lao bất xế, mấy bà niệm Phật, mấy bà hiền giùm tôi. Cái cô đến chùa có nói rằng, thầy, không ngờ nghe, con đi đến đây mà con nghe thầy giảng với bây giờ con hiền lắm. Nhưng đức đó cháu bà xưa bà dữ lắm không? Dữ lắm. Trời ơi, chồng con mà con chữ giống như con quay đầu như dế. Quay vòng vòng luôn á thầy, con chữ chạy tá lả âm binh. Mẹ chồng con búp mẹ chồng con luôn. Nó trời bà dữ thế ghê vậy bà. Nó mặt bà thấy cũng hiền mà sao bà không dữ dữ vậy? Nó con dữ dữ lắm. Con nói thiệt với thầy chứ hồi xưa mà con đến đây con nghe thầy giảng con muốn chữ thầy luôn đó là thật. Bà không dữ thế ghê trời. Nó sao mà dưới từ ra mà nghe luôn, nó thấy thầy giảng thấy từ thấy vui. Giảng thì tự nhiên thấy ngay con không à. Tự nhiên con thấy con sửa được cái con vui, con cảm ơn thầy, giờ con thương thầy lắm. Đó. Ngộ ghê, thấy không? Nên tại sao có nhiều cô chưa đi đến đây tu mấy cô cũng quý như đức là sao? Vì những đức cởi mở tâm tư giùm mấy cô cảm ơn á. Có nhiều người ta gặp những đức người ta mừng không phải là cái gì, nhưng mà là người ta cảm ơn mình là mình cởi mở tâm tư giùm cho người ta. Mà giống như là người ta có khi bế tắc mà mình lại cho người ta một phương hướng được búng víu được quý vị. Cái lúc đó mừng dữ lắm nghe quý vị. Những đức nói thiệt chứ, mình đương thờ người ta thương mình, người ta cho mình cái gì chăng nữa, nhưng mà mình chưa cảm ơn bằng là lúc mà mình bế tắc nhất mà người ta cho mình một cái phương hướng đâu. Giống như bây giờ mình đang trôi lình bình giữa biển cả mà ai liễn chiếc phao đi, quý vị cảm ơn người ta là cả đời quý vị mà không quên nổi. Cái lúc đó là cái lúc mà sanh tử cặn kề, mà bây giờ mình cho người ta được cái sự sinh tồn lại, người ta cảm ơn lắm. Nên tại sao mà cái công đức phóng sanh á, cái công đức phóng sanh mà ăn chay á, là chư tổ sư nói đây là việc thiện thù thắng nhất. Vì cái người ta gần chết mà mình mua cái sống cho người ta, nên cái việc đó là nó thù thắng nhất. Giống như mình gần chết mà ai cứu mình sinh tồn lại, cảm ơn. Mình buồn chán nản lòng mà người ta cho mình một phương hướng giải thoát, quý vị biết cái tâm cảm ơn nó cỡ nào chưa? Cảm ơn dữ lắm, người ta quý mến mình dữ lắm. Nên tại sao những đức ở chùa không mà nhiều người ta đến là gặp những đức ta mừng lắm kìa, rất là mừng luôn. Mình nói bởi vì mình thích giảng pháp là vì sao? Vì mình thấy rằng mình đem bài pháp mình chia sẻ cho người ta mà người ta lại cởi mở tâm tư, mà người ta gặp những đức người ta mừng lắm. Nên này nó nói thật luôn, mà người ta chụp hình được người ta mừng còn hơn cái gì nữa. Những đức nói là gặp có nhiều người ta chụp hình những đức người ta mừng lắm, mà những đức chụp xấu lắm. Trời ơi trời, mình cố gắng bẻ mồm bẻ miệng mà mình chụp sao nó xấu quá à. Mà có khi mình chụp với Phật tử mà người ta còn đẹp hơn mình nữa, nhưng mà người ta vẫn phái chụp với mình à. Là vì sao? Vì người ta thích mình, người ta quý mình, mà nhờ những bài chia sẻ Phật pháp mà người ta cởi mở tâm tư đó, người ta vui quý vị. Nên thật sự mà nói, đem Phật pháp tặng cho người ta là điều quý nhất trong cuộc đời chúng ta. Nên cả đời những đức thích nhất làm việc này, cảm giác càng làm càng thích quý vị. Càng làm càng thích. Những đức nói rằng là cái việc những đức nuôi người già là những đức thích nhất. Nuôi người già là thích nhất quý vị. Có nhiều người nói, ủa sao thầy ngộ nghe, làm gì không làm mà sao nuôi người già ngộ cái chợ. Những đức nói một câu rất đơn giản cho họ nghe. Những đức nói tôi cũng già. Đơn giản thôi. Tôi nuôi người già là tôi đang nuôi tuổi già của tôi, vì tương lai tôi cũng già. Tôi cảm thấy ấm áp cõi lòng vô cùng, là vì tương lai tôi già tôi sẽ không bao giờ cô đơn, chắc chắn luôn. Tại sao có những người ta thích nuôi trẻ em mồ côi? Vì cuộc đời người ta đã từng mồ côi mồ cút. Người ta đã thê thảm vì cái tuổi mồ côi của người ta. Mà người ta phát tâm người ta nuôi các em mồ côi. Khi người ta nuôi các em mồ côi thì người ta sẽ không cảm thấy mình mồ côi. Còn quý vị thương người già thì quý vị sẽ không bao giờ lo sợ tuổi già mà cô đơn quạnh quẻ, không bao giờ có đâu. Dù quý vị ngồi một mình quý vị cũng không cô đơn nữa, vì quý vị đã từng đem cái tâm trạng của mình để thương yêu các cụ già, nên mình sẽ không thấy tuổi già buồn tẻ, chắc chắn luôn á. Nên chùa của mình mỗi vị đi đến đây bị tu phước duyên dễ lắm. Quý vị đi một vòng phòng hộ niệm vì thương các cụ già, chào cụ khỏe không, cụ niệm Phật nghe nhiều thôi, một câu như vậy thôi quý vị đã có phước rồi. Các cụ phòng hộ niệm rất là nhiều kìa. Rồi bữa nay thì nhiều cụ thì bả trong phòng phải không, mình ghé nha, mình thăm các cụ, con như con cái các cụ ơi. Mẹ cha con ở xa, con không có về được. Con mỗi tuần con đi đến đây con thăm cụ như thăm mẹ cha con vậy đó.
Vì trong kinh Phật nói mà người nam như cha mình, người nữ như mẹ mình. Bây giờ dù cho là cha mẹ mình ở phương xa, nhưng mình nhìn các cụ già mà thấy thương như cha mẹ mình vậy đó. Quý vị biết rằng có khi mà đi đông đông đông, có nhiều bà già chùa mình bà chống gậy bà đi bà lủi lủi lủi, khi bị ta xô đông quá quý vị. Thấy tội nghiệp, mình đứng mình nhìn thấy đúng là tội nghiệp thiệt. Nó tại sao nhà Đức thương người già nhiều, mà nhà Đức rất là tâm lý với người già nha quý vị. Thật sự nuôi giết mà tâm lý với các cụ già luôn á, hiểu các cụ dữ lắm luôn. Nên nhà Đức mà nói chuyện là mấy bà cụ có cười sặc sặc vậy đó. Có cái cô này có nói một câu này, có nói thầy ơi, con nói thiệt, cái niềm vui thầy nói đúng là quan trọng vô cùng. Chính con nè thầy, con làm việc á thầy, con mệt mỏi mà con bệnh nhức đầu mà con không hết nhức đầu luôn á thầy. Con không hết nhức đầu luôn, có nghĩa là toàn bộ con người đều đem sổ sách đến cho con phải nặng đầu óc không. Mà tất cả việc người ta đưa cho con toàn là để nặng đầu óc không à thầy. Nhưng mà đúng con nghe pháp thầy và con hết nhức đầu 100% với thầy luôn, là do con vui. Đúng vui mà hết nhức đầu 100% vui hết nhức đầu. Quý vị biết rằng quý vị bị một cái căn bệnh mà thuốc trị không được, nhưng mà quý vị vui và niệm Phật mà hết á. Vui là nó sẽ làm cho tế bào bị khỏe lại hết hoàn toàn luôn. Mà con người mà thường vui là nó lâu già dữ lắm. À, quý vị thử gì mà vui vẻ đi, bị trẻ lâu dữ lắm, nó chậm già nó. Nên á, quý vị cứ vui vẻ đi. Tại vì cuộc đời con người mình á, buông ra đụng cái gì cũng thấy khổ hết trơn á. Có tiền cũng khổ mà không có tiền cũng khổ nữa. Không có tiền thì mong có tiền, mà có tiền thì sợ mất tiền. À, không có danh á, thì kiếm danh, mà có danh là sợ mất danh. Đi bảo vệ cái danh nên cả đời của người mình khổ dữ lắm. Nên nói rằng nói cái khổ cuộc đời này là cái khổ nó gọi là vô bờ vô bến á. Nó đầy rồi, nó giống như là hư không, nó như là không khí rồi. Khổ nó tràn lan đại hải như vậy đó. Vậy thì bây giờ chúng ta là may thai là được nghe đạo, may mắn thai là được nghe đạo. Nên chúng ta sống những ngày tháng mình có nụ cười. Những Đức nói rằng là chúng ta sống với nhau đẹp nhất là gì quý vị biết không? Gặp nhau chúng ta tặng cho nhau nụ cười, giúp cho nhau cởi mở tâm tư và cảm thấy mình bình an khi được đến với nhau, hạnh phúc nhất rồi đó quý vị. À, nên á, tiền nhiều tiền ít gì chùa chúng ta cũng ba buổi cơm thôi, nhưng mà mãi mãi vẫn có cơm mà ăn, đơn giản như vậy mà vui thôi. Còn bây giờ quý vị coi những đứa có tiền nhiều cỡ nào, những đứa có đi chơi gì đâu. Người ta ngoài đời người ta có tiền, người ta còn đi du lịch đầu này đầu kia, người ta vui chơi. Những đứa có đi chơi đâu đâu, quanh năm những đứa có trong chùa không. Thì vậy có tiền cỡ nào những đứa cũng là cái việc lo cho tam bảo à. Đó, niềm vui nhất là gì? Tổ chức chương trình cho ta tu, có dư tiền làm chương trình người mù, rồi làm việc này việc kia để lợi ích cho chúng sanh, rồi máy niệm Phật đồ lễ dưới Quan Âm tặng cho người ta người chiếc máy niệm Phật nữa. Thì quý vị biết rằng là những cái đồng tiền có được xây chùa chiền, sửa chùa, rồi làm những việc cho các cụ. Quý vị biết rằng là cái cuộc sống của con người, quý vị đông người kiểu này đó, trời ơi, những đức nói chùa xây xong là sửa chùa, nhà vệ sinh làm xong là sửa nhà vệ sinh, ca nước xài bể ca mua ca. Quý vị biết rằng là nội cái chuyện mà cái đồ mà lau nhà dặm chân thôi, trời ơi, mua một lần mà lú. Còn chén bát ly đồ rồi muỗng đũa không biết đâu mất tiêu. À, cứ là mất tiêu không biết, mình nói bụng trời trời. Cơm thì ăn thì nó hết, đồ hũ thì hết, mà đũa muỗng rồi nó chạy ở đâu, nó kỳ cục, nó cũng mắc nữa. Nói vị coi, như bên kia bên là mắc suốt mua hoài. Nói vị coi, nuôi con người là như vậy đó quý vị. Nó đa dạng hết trơn cái nhu cầu sống người ta. Rồi cái chuyện mà phơi đồ thôi mà đông quá phơi cũng khô, phải giải quyết nữa. Phải mở toan ra bắn toan sáng vào. Toan sáng thời gian cái bụi đóng cái nó đục lại, cái lên trên xịt nước cho nó trôi bụi để cho nó sạch, để cho ánh nắng để nó phơi đồ khô. Tao nó cả vấn đề nó không đơn giản. Trời ơi, nói ra thì thôi nó nhiều quá. Mà nhờ như vậy mà con người như Đức trở thành tỉ mỉ luôn. Tỉ mỉ rồi lo lắng cho người ta. Rồi nhân sự con người sống đâu có đơn giản đâu quý vị. Mà nhân sự người trẻ mà lo trong chùa mà không đi đâu nữa, không xài điện thoại, không được đi đâu hết trơn, không có tiền mà họ vẫn vui ở trong chùa. Nó quý vị biết những đứa phải tính toán ra mỗi tháng họ được nghỉ. Như bữa nay nè, mấy cô mình là chiều nay được nghỉ nè, mấy chú nấu nè. Quý vị biết rằng mấy chú ổng nấu thì mấy chú ổng lại biết nấu ăn luôn. Lập ra một ban tổ chức cho mấy chú một tháng lần thì mấy chú được biết nấu ăn. Mà mấy ổng lâu lâu vô bếp làm mấy ổng vui lắm. Ông vui lắm nghe, ông phái lắm nghe. Mấy chú á, thay đổi hoàn cảnh thì hiểu không? Tuy là không được đi đâu nhưng được thay đổi hoàn cảnh.
Rồi mấy cô một tháng được nghỉ một lần là trời, mấy bà vui đừng có nói nữa, tung tăng mà vui luôn, được nghỉ một lần mà. Thì nghỉ một lần như vậy thì phải như thế nào? Ví dụ như thì có tiền bạc thì đâu mua mấy cái mì để trên đó, rồi mua bánh kẹo, cốc ổi mía rim để cho mấy bà, thấy không? Rồi chiều cái những đứa ngồi tập trung lại hết, những đứa ngồi chơi chung, những đứa nói chuyện cho cười vui. Rồi bây giờ thì những đứa nghỉ mỗi tháng thì gặp những đứa nói chuyện một đoạn phim quay lại để cho làm kỷ niệm, rồi mấy bà được coi lại, mấy bà thấy mấy bà vui, nghĩa là làm mọi cách để họ được vui. Từ nơi cái tỉ mỉ từng chút như cái bữa mà ngoài đời ta lễ tình nhân đúng không? Những đứa có một bài giảng chúc quý vị quá trời mà đúng không? Thấy không? Nó rồi mà có một buổi coi mấy cô nữa nghe. Nó ý nghĩa của cuộc sống là gì đó. Nó nên từ nó đó vị thấy ông nó rất ý nghĩa nghe quý vị. Tuy là mình không phải hay ho gì nhưng mà hành động làm của mình nó làm cho người ta được vui. Tự nhiên người trong chùa không cần đi đâu mà tại sao trong chùa người ta sống động, nó sống rất là vui luôn. Nó từ người xuất gia rồi mấy chú quý cô ai cũng vui vẻ. Nó thì thật sự mình nói vị về đây vì thấy mấy cô mình nó lo cho đại chúng nó cũng vui. Nó đâu có đến nỗi câu có khó chịu với vị đâu. Là những đức đã dặn hoài, dặn dò hoài, mình bình yên mình sống cũng người ta hỗ trợ. Thì bây giờ mình đáp lại tình người ta là mình phục vụ, mình lo cho người ta, mình vui vẻ nhiệt tình. Nó thật sự nó ý nghĩa mà. Nó rồi sắp sửa lay quay tới Lý Giới Quan Âm nè. 4 ngày. Có chuẩn bị chân cẳng chưa? Hiểu không? Nhìn Đức nói mấy cô nghe, mình mang nghiệp phá thai, mình cầu an cho ông bà cha mẹ, cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Thì những cái pháp hội như chủ nhật gì đến nè, mình tu học xong mình nghe pháp, quan gia trái chủ, nghiệp phá thai, ông bà cha mẹ chưa siêu cũng đi đến đây, cũng đi đến đây đó quý vị biết. Quý vị nhìn nguyên một bàn cũng đi thực ngoài đó, làm gì không đến không? Ta đến mà, ở đâu mà cúng nhiều gì cho người ta, mỗi tuần luôn thì người ta đến, người ta đến người ta ngồi nghe pháp, người ta chờ đợi giỡn nó nghe lễ Phật, người ta lễ theo đó, để giờ cúng người ta ra, người ta được nhận tài thọ thực, rồi mình hồi hướng cho người ta, ta mừng lắm đó quý vị à, người ta rất là mừng đó. Nên từ nơi đó mà mình đi đến đây mình tu học, mình hồi hướng cho người ta rất là thù thắng. Vì ngồi gì thôi nghe đau chân vậy đó, nhưng mà khi niệm Phật xong mà ra phóng sanh cúng đi thực đi, vì sẽ thấy cho người bị sảng khoái còn hơn cái gì nữa. Vì sao? Nghiệp chướng tiêu trừ, nó sảng khoái lắm. Thì ngồi gì đó đừng có nói mà người đơn giản á nghe. Mình ngồi á là chư hướng linh ta ngồi chung đó. Ta ngồi đó bị đi ra ngoài là ta đi ra ngoài đó. Đi theo bị suốt luôn. Đi đâu là họ đi theo quý vị đó. Bám chắc luôn. Nên quý vị ngồi miết ở trong chánh điện là họ ngồi miết trong chánh điện luôn. Quý vị nghe pháp là họ nghe pháp. Quý vị ngủ, họ ngủ. Đừng nói chuyện đùa. Chư hương linh nhập vào kìa. Khi người ta nghe pháp vào tự tình không thì chư hương linh nói cái người này bắt pháp lên toàn là ngủ, con cũng không dạy gì nghe. Hòa thượng ngày khuyên ngày nói gì nè, người ta ngủ kể người ta, con nghe con được lợi ích chứ con ngủ theo làm gì? Không đâu, con ngủ theo. Thấy chưa, kinh khủng không? Có nghĩa là quý vị làm cái gì là họ làm theo cái nấy. Như vậy thì quý vị cởi mở tâm tư, họ cởi mở tâm tư. Quý vị không dặn người thì họ không dặn quý vị. Quý vị không trách người thì họ không trách quý vị. Quý vị cầu giải thoát thì họ cầu giải thoát. Đặc biệt chưa? Nó. Nên những đức nói rằng một cái pháp hội như vậy tuyệt vời lắm. Không chỉ là 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày 18 là bên chùa mới. Quý vị quyết chí mà đi đi. Đừng có nhân nhị gì hết. Đừng có nói dòng do. Hiểu chưa? No. Bây giờ quý vị coi cả ngày tu vậy cũng phóng sanh cũng lý thực đồ này kia đồ cả ngày, rồi xong rồi tu niệm Phật đồ nghe pháp, rồi tối lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm hừng hực kết duyên với ngôi chùa mới đó. Rồi bữa sau ngày 19 tại Đại Tùng Lâm nguyên một ngày, có nghĩa là mình trọi mình được đi đến chùa mình tu mà 3-4 ngôi chùa mình lạng lách, lạng lách bao ngôi chùa bị những đức hỏi vì ở đâu mà có chùa nhiều mà tự nhiên mà 3-4 ngôi chùa sát bên, hiếm lắm đó. Người ta ví dụ như chùa người ta xa xa thì có, ví dụ như có những người ta cũng có chùa mà chùa xa xa, có những người mà có cái vị thuận tọa bên đây nè, hòa thượng cái gì chùa rất là nhiều nhưng mà chùa ngày gần gần không mà ngày đâu tổ chức được như mình, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà mình được tổ chức gì mà chùa gần gần cái vị tiện ghê không, mà chùa đẹp không mà nghe, chùa hòa thượng xây tương đối chùa đẹp đẹp không đó quý vị. Nhưng ngôi chùa mới bị qua, bị thấy không? Chùa đó mà sau này hai dãy nhà kia xong, quý vị nhìn thấy không?
quá đẹp. Nó ở thì đúng là phòng ốc đồ đàng hoàng cho mình hết rồi còn gì. Đó nên bây giờ mình đi đến đó mình kết duyên. Rồi Đại Tùng Lâm thì vì biết một cái hoàn cảnh thôi, hoàn cảnh người ta đâu mà chùa đó mà hoàn cảnh nó bự quá trời, nó rộng rãi không, nó mát mẻ, bên đó nó cũng có nhiều cây. Nó rồi nó mình vô chùa mình tu, mình yên tâm một ngày mình tu, tối ra nhà to lại 500 danh hiệu là được 2 ngày, một bên chùa mới bên Đại Tùng Lâm là 2 ngày đúng không. Thì bắt đầu là bữa sau là ngày 20 là bắt đầu là chúng ta qua bên hộ pháp 2 ngày rét là 3 ngôi chùa, một chuyến đi đi 3 ngôi chùa luôn. Nó nên quý vị biết rằng quá ý nghĩa. Nhớ nghe, cái việc tu hành này nghe quý vị, lợi ích cho mình rất là lớn, lợi ích cho người sống rất lớn, lợi ích cho ông bà cha mẹ mình đang bị đọa lạc cực kỳ lớn, rất lớn luôn. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai khắp nơi nơi coi công đoạn này, nhớ muốn hóa giải cái nghiệp phá thai này, đến cái pháp hội 4 ngày, nương vào hạnh từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu siêu cho các cháu thai nhi. Rồi mình có cơ hội đi đến chùa là tu phước tu duyên nữa. Ngôi chùa mới đang xây chưa xong, đến bỏ cái rẹt vào thùng tam bảo cúng dường. Không cố ít lòng nhiều một chút, dù mình 1.000 bỏ vào, giống như một miếng nước bỏ vào biển, hòa cùng với biển. Người ta làm việc lớn, tôi có một chút bỏ vào biển được không? Được. Đi đến chùa thật sự không có tiền, tùy hỷ. Bây giờ bao nhiêu người đang lại đúng không? Mình ngồi mình lại chung phải không? Mình nhiều người lại quá, tùy hỷ. Tùy hỷ đúng không? Cái tâm tùy hỷ đó thôi, vị biết nó từ trường cỡ nào chưa? Ôi ôi, nguyên một cái lượng con người đông thiệt long đông trong một cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà. Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nghĩ cảm giác cỡ nào chưa? Cái sự từ bi nó chan điều ra, nó chảy điều ra hết. Chúng ta đang cảm giác trong sự từ bi đó, chúng ta đang ở trong cái từ trường từ bi đó, nên cái sự an lạc vô cùng mà nghiệp quan gia được cởi mở luôn. Ồ đúng là nhắc tới chỗ này đúng là lý tưởng quá. Trông chờ ngày đó đúng không? Chắc nhiều người cũng đang chờ đợi đó nghe quý vị, háo hức đi làm sao đi 2.000 lại. Trời ơi, 2.000 lại, nhưng mà nhớ nghe, 2.000 lại tháng này và 2.000 lại tháng sau. Cơ hội năm nay kinh khủng thiệt chứ không có giỡn nghe quý vị, không phải lúc nào cũng được cơ hội này đâu. Những đứa đã coi lịch rồi, qua năm không có được như vậy. Năm nay thôi, năm nay rất là nhiều chương trình mình tu được gì nghe quý vị. Quan năm là nó đi vào những cái ngày mà gọi là nó không có phù hợp. Đi nó không có đi vào cái ngày mà thí dụ như thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, nó không có đi như vậy. Mà nó đi vào 2 ngày lễ, thí dụ như thứ năm, thứ sáu, thứ tư, thứ năm. Nó đi như vậy là làm sao mà mình tổ chức 4 ngày. Hiểu không? Chỉ 2 ngày dữ lắm rồi. Nó không đi vào được những cái ngày thứ bảy, chủ nhật. Thí dụ như bây giờ là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Mà quý vị coi thứ năm là 18, thứ sáu là 19, thứ bảy chủ nhật là 2 ngày, mình mới làm được gì? Nó là cơ hội mình mới làm, mình tổ chức gì? Còn nếu như mà nó đi vào 18, 19 mà thứ tư, thứ năm vậy không có làm được, làm nó không phù hợp. Nó nên đây là cơ hội của năm nay, tương đối năm nay là tu cũng nhiều, ngay những ngày thứ bảy chủ nhật, những ngày lễ đồ nghỉ được nhiều. Nên những đứa nắm bắt cơ hội này để được tổ chức cho quý vị tu. Nó nên nó phải phát triển cái chương trình này mạnh lên. Có nghĩa là con người phải háo hức lên. Nó có nghĩa là cái làm mọi cách để làm sao được đi đến lại. Nó lại xong về là chồng hỏi này kia rồi. Ai gì đạo Phật. Chồng chữ nó mày 4-5 ngày nay mày đi đâu? Đi đâu? Tao điện đến công ty nghe nó mày nói là mày đi theo công ty rồi mình đi tập huấn ở đâu tao thấy sao tao hỏi nó công ty đâu có tập huấn tập gì đâu mà mày đi đâu với thằng nào 4-5 ngày nay mày đi về mày bại mày đi kỳ cục. Lúc đó mình nói thôi xong chuyện, cái gì cũng xong rồi đúng không, mình ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, giờ không cần nói gì ai gì đà Phật. Không, tại vì cái tâm từ bi nó lớn quá, lúc này là 2.000 lại nó âm hưởng đấy, nó còn sự từ bi lớn quá, tán vô mặt cái bớt ai gì đạo Phật. Bớt ai gì đạo Phật.
hai cái A Di Đà Phật rồi chưa thấm nó, nó quất thêm cái nó thôi vô cái mỏ cái bốc mình Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai ngàn lại Quán Thế Âm Bồ Tát và con bị tát hai cái, bị thôi vô cái mỏ một cái nó, nên câu cái cuối cùng ngay cái mỏ coi, thì cái mỏ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều quá, quất ngay cái mỏ một cái Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình vì Phật Pháp, mình vì Phật Bồ Tát, bị te tua cái thân này chăng nữa cũng không buồn. Vì Phật Bồ Tát đến rước mình về cực lạc nên cái thân này quýnh đi. Đúng không? Gan luôn. Ngộ nghe, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm gan lắm nghe. Đừng có nói chuyện giỡn. Cái người nhút nhát niệm Bồ Tát Quán Thế Âm gan dạ. Cái người sợ ma niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hết sợ ma. Cái người ưa la tào lao niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nghĩ la. Cho bị biết cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm giải mã nhiều thứ. Thêm cái nó tâm trạng u uất trong lòng, buồn phiền, không nói được cùng ai. Có những người buồn không nói được nghe quý vị. Có những người buồn kỳ cục lắm, buồn không bao giờ nói cho ta nghe. Đi đâu có cái mặt gì nè. Ờ cô có gì buồn cô nói đại đi chứ sao mà cô buồn buồn hoài á. Cô không nói dài đâu. Không nói, u uất trong lòng, không nói. Đến đây 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm không cần nói, chỉ cần cái miệng Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ như vậy thôi. 2000 lại đi về nói ào ào thông cái tâm luôn. Các vị nhớ nha, có những người người ta buồn, người ta đi vào trong một cái ngọn núi, người ta đến một cái vùng cao xa, người ta đi đến một cái nơi rộng rãi, người ta la lên a hiểu không? Người ta làm cái kiểu như cho người ta thoải mái cái tâm ấy, phải không? Người ta làm cho thoải mái cái tâm mà không có cửa đụng với niệm Quan Âm đâu. Vì làm như vậy nó được một phần, hét lên Bồ Tát Quán Thế Âm được lợi ích 100 lần. Trong tâm trạng nặng nề, buồn giận, hận trách không cởi mở được, đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấy chưa? 2000 lần như vậy đi, tóc sạch luôn, cởi mở hết luôn. Một người phụ nữ nhút nhát, một người phụ nữ không mạnh mẽ, một người phụ nữ không quyết đoán, một người phụ nữ tình ái, một người phụ nữ tham lam, một người phụ nữ mà lấy chồng người ta, một người phụ nữ mà tào lao bác sĩ, nhiều chuyện nhiều điều. Một người phụ nữ này tối ngày đi lang bang, một người phụ nữ thích ăn diện, một người phụ nữ thích phá thai, thì cuối cùng chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm giải mã. Ghê không quý vị? Giải mã liền nghe. Bồ Tát Quán Thế Âm không phải người nữ đâu. Nhưng vì sao cái tướng Bồ Tát Quán Thế Âm ở cõi ta bà là người nữ? Vì sao là người nữ? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm thấy người nữ có sự khổ đau, khổ đau nhiều quá, nên Ngài thị hiện làm hình tướng người nữ để độ người nữ này nè, những người yếu đuối này nè. Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trở thành con người mạnh mẽ lên, quyết đoán lên, những điều sai quấy cắt đứt đẹp đó. Có chồng rồi mà còn nhìn chồng người ta rét. Chỉ một chồng không? Có vợ rồi mà còn nhìn vợ người ta rét. Đúng không? Là không nhìn vợ ai nữa, đúng không? Có người yêu rồi mà muốn có người yêu nữa rét. Không có người yêu nào nữa hết chưa? Trung thị. Nhớ nghe, Bồ Tát Quán Thế Âm là trung thị nghe quý vị. Từ bi, tha thứ, khoan dung, trung thị. Ôi ôi, 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm này nó hừng hực. Chưa lại đó mà nói tới Bồ Tát Quán Thế Âm thôi đã hừng hực rồi, quý vị thấy chưa? Quý vị nói nghe, đến lại 2000 lại đi. Chân yếu, chân khỏe. Tay yếu, tay mạnh. Hiểu không? Ôi ôi, cái khí thế mà đứng lên quý vị. Quý vị thấy nhìn Đức mà niệm Bồ Tát Quán cầm video ha. Tướng quay phong cái này ngồi khó diễn. Lại kìa, lại gỗ lắm, lại đứng sợ sạo lắm nghe. Tại mình nó lại Bồ Tát Quán Thế Âm đứng kênh rồi ha, lâu rồi mình kéo y rồi lên ha, sửa rồi bắt đầu lại xong cái dán y vũ bổng lên cái. Mấy bà ngồi sau lưng cái bà nói chậu chậu thầy, thầy vũ y vậy đó.
con khoái ngồi sau lưng thầy, thầy Vũ Y mát. Thầy thấy là Vũ Y được ha, cầm cầm micro nghe lại, mỗi lần lại nghe. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Hải Triều à. Thấy không, cái mặt lại kinh kinh kinh, nghe tay dảnh dảnh tay lên nhìn tướng xạo đó. Ông ở dưới nghe Quan Thế Âm Bồ Tát, mà nhất là cái câu mà Hải Triều Âm, đúng không? Tới câu Hải Triều Âm là bà nào bà nấy tại vì sao Hải Triều Âm là mấy bà sắp đến là đến nhà, đúng không? Nó nên mấy bà mừng, mới vừa Hải Triều Âm mấy bà đứng lên mới nhảy lên Nên Điện Đức nói ở trong cái pháp hội lại Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị sẽ thấy đúng là cực kỳ vui, tất cả nỗi buồn tan biến sạch. Vì sao? Quá hưng khởi. Ôi ôi, những cái buổi giảng này mà nói cái người mà chưa từng lại cũng kéo đến đây, nên trưởng đoàn cái tha hồ mà giảng. Không, Nhận Đức nói thiệt chứ, mình khuyên mình động viên, nhưng mà mình nói thật sự mình nhiệt tình về đây mình lo luôn. Chuẩn bị nè, đồ ăn thức uống bây giờ là ba điểm chùa chuẩn bị đồ ăn nè, chiên đồ ăn, kho đồ ăn. Mình phải nhiệt tình, mình phải nhiệt tình vậy nghe, tại vì người ta viên người ta lại Bồ Quan Âm, nhiệt tình mình lo hết mình luôn. Rồi nghe, rồi tiền bạc vật chất đồ này kia, điện thoại đồ để ở nhà. Nói với chồng đi 5 ngày. 5 ngày nay tôi đi, tôi nói thiệt là tôi nói với ông, chuyến này của tôi đi là tôi quyết chí tôi tu. Thấy không? Nói với chồng, điện thoại để cho anh giữ luôn, điện thoại cảm ứng khỏi chờ luôn, bỏ qua một bên. Không ai gọi tôi được, không nghe tin tức gì luôn. 5 ngày sau anh sẽ thấy em đi về. Quay phòng lắm liệt, thành công à, 5 ngày đi về, đúng không? Nó điện thoại vàng bạc, vàng dòng dây chuyền vàng 24 luôn nha, cắt ở nhà. Còn nếu cầm theo thì bỏ vô thùng tam bảo. Nhớ nghe, bỏ vô thùng tam bảo nó cầm theo. Còn nếu mà đeo vô đây mà nhí nhảnh là nó giật cho mà biết. Nên mấy cái bà mà đeo vàng đồ đi vô đây mà không bỏ vô thùng tam bảo thì nó giật, đừng có trách. Thấy không? Nhớ nghe, cắt hết. Thấy không? Để ở nhà. Thấy không? Nhẫn cưới luôn, đưa cho anh luôn. Em chuyến này là 4 ngày này, anh yên tâm, em sẽ lễ Bồ Tát Quán Âm, em sẽ hồi hướng cho anh. Chuyến này em quyết chí yếu lại, em hồi hướng cho anh. Anh ở nhà, anh hãy chờ xem, mát mẻ vô cùng. Em hồi hướng cho anh đó. Thấy không? Nhẫn cưới cầm giùm em đi. Chuyến này em đi là tứ đại giai không, không có một cái gì chứ. Oh. Hiểu không? Tiền bạc châu báu em vừa đến là bỏ thùng tam bảo, em cúng rẹt rẹt rẹt, rẹt. Cần mua máy ghé cho mua máy, xử lý hết tất cả vấn đề. Rồi con người mạnh mẽ, gọn ghẽ, sạch sẽ, bắt đầu là lại đó. Vẫn ngày. Thấy không? Cái tâm quyết đó đó, quý vị đến lại, vì coi lại rẹt 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 liền. Chứ đừng có cầm điện thoại theo, mắc công sợ mắc nè. Cầm tiền theo gờ túi lại. Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì sợ mà nhiều tên mà mình có cái bà đó, bà nghe bà hứng với lại Quan Thế Âm Bồ Tát, bà tát tới cuối cùng 500 danh hiệu, cái túi nó trời là trời. Bồ Tát Quan Thế Âm ơi, 500 danh hiệu lại xong rồi mà sao cái túi tiền đâu mà trả. Ở dưới nó gạch túi vậy, ở trên bà đang lại, bà hô ha háo hức, ở dưới nó gạch rẹt, bà đâu hay đâu, móc túi không còn cắt, bà lại xong 500 danh hiệu. Bà nói trời là trời, 500 danh hiệu của con lại xong rồi mà tiền nó mới tiêu hả trời á. Thấy không? Nó nói vì cầm tiền nó nguy hiểm chưa. Nên vàng bạc châu báu để ở nhà, còn nếu cầm theo thùng tam bảo sau lưng, bảo sau lưng nè, sau lưng có thùng tam bảo bỏ vô. Thấy không? Chứ còn tiền xe đi về thôi, sợ gì? Không, tiền xe tính luôn, trả cho tài xế luôn, khỏi cần đợi khi lại xong. Tất cả dưỡng đoàn cầm tiền, tính tiền đưa tài xế luôn, chắc ăn. Lỡ mình cầm tiền đến lại xong rồi mới tính mình mất tiền mình ôm xô sao. Nên nghe mấy bà, mấy bà trưởng đoàn nghe câu này nghe chưa, gom tiền lại tính tài xế trả luôn, bo luôn, chút đỉnh luôn. Nó đợi 4 ngày nghe, gọi lúc nào là đến lúc nấy nghe chưa, đi đâu rồi đi mà đi gần gần đấy nghe, tôi mà gọi mà không đến là chết nghe chưa. Hiểu không? Tại vì bên kia về bên đây, bên kia về bên kia, gọi cái là phải đến liền.
nó là canh vậy đó, là bo chút đỉnh nó cà phê pháo nghe không, cho chị đi lại nghe em. Hiểu không? Nó rồi chuẩn bị nghe 4 ngày 5 bộ đồ cầm theo, không giặt. Chuyện này là tu thôi chứ không giặt được. Một ngày một bộ, hiểu chưa? Cầm theo một cái giỏ bộ đồ dơ để vô, ship để vô, 5 bộ đồ đúng không? Đủ hết luôn, mình chuẩn bị luôn nghe. Nó mình mua mấy cái loại mà nó mát mẻ nhất, hiểu không? Mấy cái mà chặt chội được để nhà. Lựa loại mỏng nhất mua theo để chi cho nó mát. Chứ mình chơi mà cái này là 2000 lại nó căng lắm. Chứ còn mình mà còn căng nữa thì chịu không nổi. Hiểu không? Nó tự mấy bà hiểu nha. Nhắc cái này là quá kỹ luôn đúng không quý vị? Nó rồi chuẩn bị mấy cái quần mà trời trời, mà ống quần mà đừng có dài quá. Dài quá đạp ống quần cũng mệt, hiểu không? Đái quần phải coi kỹ chắc chưa. Lễ 2000 lại biết đâu nó cái tẹt sao trời. Hiểu không? Tính kỹ nghe, cái này là buổi giảng mở rộng đó. Buổi giảng là khắp nơi nơi được nghe rồi đó, nghe không? Rồi uống nước thì uống vừa vừa, canh những cái giờ mà chưa lại cách mấy tiếng uống thả ra để cho nước nó thấm vào cơ thể mình hết. Nhưng còn một tiếng vì mình đi lại không uống, vì nước nó thấm vô cơ thể đủ rồi, hiểu chưa? Thì mình lên lại giữa chừng nó không mất tiểu. Còn mình canh còn tháng nữa, còn có một tiếng nữa mà mình uống, trời ơi là trời, uống một bụng vừa lên Quan thì ăn Bồ Tát, trời ơi mất tiểu quá trời mất tiểu. Tại vì sao? Vì mình mất tiểu mà mình niệm Quan Âm là mình niệm tiểu không à. Mình mất tiểu là mình không toàn tâm toàn ý đi niệm đâu, mà mình niệm một cái là mình nói trời ơi mất tiểu quá, mất tiểu quá. Mà bây giờ mà chạy đi thì kỳ quá. Nên cuối cùng vừa thấy ông thầy, ông khơm xuống lại, ken cái ông lại xuống, chạy cái vô. Ôi ôi, lần đó mà lại mà phía trước có mấy bà, vừa mình ken mình vừa khơm xuống, mình thấy có cái bóng nó xẹt. Mình ngóc đầu lên mắt một bà. Kinh khủng chưa? Một chút mình vừa khơm xuống mình thấy cái vèo ngang, ngóc đầu lên thấy một bà xuất hiện. Ôi ôi, mình thấy kinh khủng được chứ. Mấy em hỏi xong rồi hết hỏi, ủa sao mà bà lễ bà chạy ra chạy vô làm gì? Bà nói đi tiểu. Nó nên mình kinh nghiệm nghe, kinh nghiệm trước mấy tiếng uống nước cho nhiều để thấm vô thịt, một tiếng đồng hồ là thải ra không uống, tức khắc lên lại là hừng hực liền. Lại Quan Âm, đừng để chai nước trước mặt, hãy tin đi. Tin là lúc lại Quan Âm Bồ Tát làm cơ thể mình sẽ điều tiết rất hay. Tại vì tâm lúc đó quá thiện, nên tế bào mình được nuôi dưỡng từ cái tâm thiện này mà giúp cho tế bào mát mẻ. Khi tế bào mát mẻ rồi nó sẽ tiết ra đầy đủ nước cho quý vị luôn, yên tâm. Và khi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là trong miệng nước nó chảy ra rất là nhiều, mà nước rất trong, nước miếng rất trong, nuốt vào lại thì lại xong rồi cái bụng trình bình mà không mắc tiểu nghe. Cái loại nước đó uống không mắc tiểu, còn nước lạnh uống là mắc tiểu. Nhớ đó, cái này là hướng dẫn hết trơn rồi đó ha. Nên là chúng ta là bây giờ là nêu lên chương trình này để mà cái khóa tu của chúng ta là từ Chủ Nhật cho tới những ngày lễ là phát động, để mà đời mình hướng dẫn nhiều người về Cực Lạc gặp nhau. Nhiều người chúng ta khi nghe được Phật Pháp mình thích bố thí cúng dường. Có những người bỏ công sức ra, chúng ta dẫn người đi tham quan chùa chiền cũng là cách bố thí. Rồi đi làm từ thiện cũng là bố thí. Nói tóm lại, làm rất nhiều việc lợi ích cho người là bố thí. Nhưng trong Phật Pháp mà Đức Phật dạy việc bố thí thù thắng nhất, đó là bố thí Pháp. Mình dẫn người ta đi vui chơi chỗ này chỗ kia, đi tham quan chùa chiền, thì người ta vui được một chút, nhưng người ta lại không tiếp nhận được Phật Pháp. Mình cho người ta ăn uống để nuôi được cái thân người ta một khoảng thời gian nào cũng mất đi, cũng là bố thí nhất thờ.
Nhưng cái bố thí mà nuôi huệ mạng người ta để lìa khổ được vui thì chỉ có bố thí pháp. Mà đem cái pháp tu mà Đức Phật nhấn mạnh trong cái thời cuộc phù hợp để được giải thoát, thì cái thời cuộc này là cái thời cuộc Phật chỉ điểm chúng ta niệm Phật, là thời mạt pháp niệm Phật. Nên Đức Phật nói trong kinh Đại Tập rằng là nhiều người tu những pháp khác ngoài tịnh độ thì không có ai thành tựu hết. Dù có giỏi cỡ nào, cố gắng cỡ nào, chỉ là đi đến chỗ nhân thiên thôi là quá giỏi à. Chỉ có người gặp tịnh độ, tin tịnh độ, cả đời niệm Phật không thối chuyển, thì người này mới thành công cái việc tu mà một đời giải thoát. Nên mình dẫn người ta đi đến một cái ngôi chùa tu tịnh độ, một ngôi chùa mà được nhắc nhở về Phật pháp để cho người ta nghe và cho người ta áp dụng trong cái cuộc sống người ta, thì cái việc này nó thù thắng vậy lắm. Mà bố thí cho người ta một cái pháp tu mà đúng ngay lời Phật dạy, thì quý vị đang dẫn người ta đến cái pháp tu chánh pháp. Tuy trong thờ mạt pháp nhưng người ta lại gặp được cái pháp chánh pháp. Tại vì cái pháp mà có thể một đời này tu được giải thoát là chánh pháp. Còn nếu như bây giờ mình gặp một cái pháp tu mà cả đời mình tu không được giải thoát thì đây là mạt pháp. Pháp của Phật thì toàn là chánh pháp, nhưng mà thời cuộc thì Phật nhắc mình từng thời cuộc. Thí dụ như thời cuộc Phật còn tại thế thì Phật nêu lên rằng trì giới thành tựu, căn tính sâu, trì giới cũng đạt định và chứng quả A-la-hán, thành tựu đạt đến chỗ giải thoát. Qua 1000 năm sau thì thời cuộc của tượng pháp, Phật dạy tu thiền cũng đạt định thành tựu, cũng trì giới nhưng mà phải thiền định trì giới rồi cũng được chứng quả. Nhưng thời cuộc thờ mạt pháp này thì qua 2000 năm đó, đến bây giờ là đi vào thời cuộc của mạt pháp, là căn tính chúng sanh rất là kém, thì Phật chỉ điểm mình chỉ có niệm Phật. Có nghĩa là từng thời cuộc Đức Phật chỉ điểm rất rõ ràng để cho con người tu của chúng ta, để mà chọn ra một cái pháp tu để phù hợp với căn tính mình. Và chính chúng ta là người niệm Phật, người tu tịnh độ, quý vị nhận thức rõ ràng là chúng ta niệm Phật trong cái thời cuộc này mình thấy rất là phù hợp, rất là phù hợp với cái thời gian công việc và căn tính. Quý vị thấy rất phù hợp, tại vì mỗi lúc mỗi nơi để áp dụng câu Phật hiệu. Bây giờ mình quá bận bịu mà kêu mình ngồi để tụng kinh trì chú hoặc ngồi thiền hay là làm những cái việc học giáo này kia thì mình rất là khó làm, đúng không? Nhưng mà cái thời cuộc này á, mình á, bận bịu cuộc sống cơm áo gạo tiền, mà mình làm việc mà mình có thể nhớ Phật, mình niệm Phật và những cái phương tiện đeo máy niệm Phật, hoặc là mình mỗi ngày mình nhắc nhở nhau chỉ niệm Phật mà gầy dựng tín nguyện để đời này thành tựu con đường giải thoát, là dù mình làm ăn, mình lo chuyện gia đình, nhưng mà mình nuôi cái tâm giải thoát là mình niệm Phật. Tại vì mình biết rằng cuộc đời con người mình sớm muộn gì thì mình cũng đi đến cái chỗ mình phải chết, chứ mình không có thể nào sống hoài. Nên Phật mới chỉ mình là cái pháp tu niệm Phật này nè, là cái pháp tu mà từ cái tín nguyện đi vào mình cứ niệm Phật, rồi khi cặn tử nghiệp cuộc đời mình là Phật tiếp dẫn mình. Nên cái việc tu này có thể làm được. Nên cái pháp môn tịnh độ này gọi là pháp nhị lực. Nhị lực là có nghĩa là tự lực, là bản thân mình tin mình niệm, và có tha lực là bổ nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Có nghĩa là mình niệm Phật, Phật hứa, Phật hứa mình. Chỉ có pháp môn tịnh độ này trong thời mạt pháp phù hợp là gì? Pháp nhị lực. Còn nếu như hoàn toàn tự lực, tự tu, tự chứng, tự đi thì bản thân mình không có khả năng đó. Mình không có khả năng làm được như hai cái thời cuộc trì giới và thiền định kia. Mà thời mạt pháp này mình chỉ có nương vào bổ nguyện. Nên mới nói rằng là bổ nguyện tiếp dẫn chúng sanh vô lượng. Bổ nguyện là câu A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sanh vô lượng. Nguyện thứ 18: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tinh ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung
Chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật thì ta là Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc, từ con người còn sống cho tới chư hương linh và tất cả cô hồn hay là ma quỷ hay tất cả những loài chúng sanh nào. Chỉ cần nghe được bổ nguyện niệm Phật, mà nương vào bổ nguyện niệm Phật mà người này muốn về cực lạc, nhưng cái tiêu chuẩn để giảng sanh đó là người này muốn giảng sanh mà niệm danh hiệu Phật là người giác ngộ. Mà đã là giác ngộ thì buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, như là quan gia trái chủ theo con người để chờ cơ hội báo thù, hoặc là chư hương linh hận thù mẹ cha muốn theo để mà đòi nợ, làm cho gia đình này tan nát rồi mới hả lòng hả dạ. Nhưng khi nghe được bổn nguyện, nghĩ rằng nếu như mang cái tâm hận thù này thì đời đời kiếp kiếp khổ đau mà không có lối thoát, nên bây giờ mình suy nghĩ kỹ lại, mình hận họ thì mình hại được họ, mà hại được họ xong thì tới mình tiếp tục khổ đau. Có nghĩa là con người cứ hại qua hại lại, hại tới hại lui hại hoài. Thôi bây giờ mình nghe được bổn nguyện niệm Phật mà Đức Phật A Di Đà phát lên để được tiếp dẫn về cực lạc, để lìa khổ được vui. Thôi từ hôm nay mình buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đi. Nên Phật mới dạy là quan gia nên giải không nên kết, quá giải cái nghiệp quan gia để nương vào bổ nguyện niệm Phật để mà sanh cực lạc. Từ con người còn sống cho tới người đã chết luôn đều nghe được hết. Quý vị bây giờ chúng ta còn sống, bây giờ chúng ta nghe đạo, quý vị suy nghĩ đi, phải rõ ràng rằng là khi mình không giận ta mình khỏe không? 100% mình không giận ta mình khỏe. Thì giống như bây giờ quan gia trái chủ hay hương linh mà không hận người ta là sướng. Khi vừa không hận người ta nghe, quan gia trái chủ chư hương linh thai nhi mà không hận nghe, là tức khắc linh thức nó sáng liền vậy đó. Càng hận là càng mê. 100% càng hận càng mê. Mà buông cái tâm hận thù xuống rồi đó là tự nhiên an lạc liền. Mà cái tâm đó nó nương vào bổ nguyện Phật được liền. Còn nếu như mà còn hận người ta đó là nó giống như nó ngăn đạo, nó ngăn lại cái sự hướng đạo. Bây giờ chúng ta học đạo mà nếu còn buồn giận người ta phải ngăn lại cái chuyện học đạo không? Mà mỗi ngày buồn giận người ta mình đâu có vui đâu, đâu có vui sướng đâu quý vị. Thí dụ như mình đi đến đây mình nghe hoài như vậy giết rồi con người mình sao buồn giận người ta? Không còn buồn giận người ta nữa. Giận hờn người ta làm gì? Có lợi ích gì đâu. Thí dụ như cái câu nói là của người ta nói, mà thí dụ như mình không vừa lòng người ta, người ta có quyền nói điều đó. Người ta cũng không biết mình vừa lòng hay không vừa lòng. Dù vợ chồng sống với nhau, người ta có quyền người ta nói một câu đó, người ta có khi cũng chưa biết rằng mình có vừa lòng hay không vừa lòng. Nhưng mà mình lại ôm ấp trong lòng, mình khó chịu, mình buồn. Buồn thì mình khổ. Nên nếu như mà sống với nhau thì có những gì không vừa lòng thôi mình nói đại một tiếng đi. Mình nói ví dụ như anh hay em gì, nói câu đó không phù hợp, không được. Thà mình nói cái rồi mình buông xuống phức cái rồi. Mình nói ra mà người ta vẫn khư khư là người ta đúng thì thôi, mình cũng nói rồi. Còn nếu không mình đã biết đạo rồi thì thôi, không vừa bụng thì bên đây mình xuyên qua đây cho nó qua phức cái rồi. Hiểu không? Chứ nếu như bây giờ mình cứ tồn động lại là mình khổ hoài. Quý vị công nhận tồn động lại là khổ hoài. Bây giờ mình sanh đến với cái cuộc đời này, mình nói là nhân quả mình phải tin. Vậy thì bây giờ một cái tát tay cũng là nhân quả cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật chúng ta cộng tu hai bên chùa. Chủ nhật là bên hộ pháp là đông nhất, nên chúng ta đến dự khóa tu thì người thân mình, những người chưa siêu thoát cũng đi đến đây, và những người mang nghiệp phá thai thì hương linh thai nhi cũng đi đến đây. Quý vị biết rằng là khi mình đói khát mà ai mà cho mình buổi ăn ngon, mình mừng cả đời luôn, cảm ơn. Thì
những hương linh chưa siêu hoặc là thai nhi mà bị bỏ rơ, khi mà mình tưởng nhớ đến các cháu, mình nói đến các cháu thì các cháu đã mừng. Không chi là mình cúng cho các cháu mà tu hồi hướng nữa, các cháu mừng dữ lắm. Tại vì các cháu nghĩ rằng mình nghĩ đến các cháu. Giống như ai mà bỏ rơ mình mà ta nhắc nhở mình cái mình thấy mình vui trong lòng. Nên từ nơi đó mà đi về đây tu mà mỗi lần cúng lý thực gì, những Phật tử mà hành hương ghé ngang mình cũng ngồi đứng ở đây một chút, để cho những cái hương linh mà người ta đi theo mình đó, người ta được hưởng tài thọ thực xong mà mình đi, thấy không? Lợi ích lớn dữ lắm. Người ta mừng, người ta vui lắm. Rồi thêm cái được phóng sanh, tùy hỷ công đức phóng sanh, rất là thù thắng. Nên mình về đây lợi ích cho người còn sống, lợi ích cho người đã mất. Nên trong nhà Phật nói câu là âm siêu thì dương lỡ. Nên tại sao có nhiều gia đình mình nó lộn xộn lu bu hoài, là cái gia đình mình phần âm nó loạn. Phần âm mà nó loạn là nhà loạn. Phần âm mà nó loạn rồi là nhà mình vợ chồng cừ lộn, nó lộn hoài vậy đó. Con cái ngỗ nghịch. Mà phần âm mà người ta siêu thoát là mặt về tâm linh nó được tốt á, là gia đạo nó bình an. Nhớ nghe, gia đạo bình an là hương linh được siêu thoát đó. Nên mình mỗi tuần mà mình đi về đây tu là hương linh nó được về đây tu. Rồi người ta ở đây luôn, kỳ ta thích á, ở đây luôn. Tại vì đây ngày nào cũng cúng tế thực nên ta thích ở đây. Mà khi ở đây rồi là gia đạo bình yên luôn vậy đó. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà mình về đây mình tu á, chùa mình tuy không có ghi cầu an cầu siêu gì, nhưng mà những đức hồi hướng chung quý vị đầy đủ viên mãn hết trơn. Nên chúng ta đem cái công đức từ niệm Phật, nghe Pháp, rồi cúng tế thực phóng sanh, chúng ta nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Vì nhờ Ngài xây chùa mà mình được đi đến đây tu, nên hồi hướng cầu an cho Ngài, nguyện Ngài có sức khỏe. Và chúng ta hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc, điều phát Bồ Đề tâm, niệm Phật, tin sâu nhân quả, hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những cái công đức này. Quý vị được hưởng cái công đức này, thần thức được sáng suốt, nương vào bổ nguyện niệm Phật. Đức Phật hứa rằng niệm danh hiệu ta, ta tiếp dẫn. Nên bây giờ mình nương vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tế nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết và từ công, nguyện về tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự vận tự giai cộng tình vận đạo, nhớ đang ngô tình chung ngã kim ti nhờ cung, thập phương nhất tiết hộ tình công, nguyện về tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, nhớ đặng cô hồn chung ngã kim ti nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện về tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mục lục lắng ta bà, án mục lục lắng ta bà, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, bà phạ việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực
diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Và hôm những đức cũng dự định phóng sanh cá đồ này kia, nhưng mà thấy cái pháp hội đông quá, bây giờ phóng sanh cá khi mà vỗ tay cho thấy không con nào bay, buồn quá. Nên chim cho nó bay bay rồi thấy nó vui, quý vị thấy không? Giống như ai mà tâm lòng buồn buồn, miếng chim nó bay đi, giống như mình gỡ nỗi buồn cho chim nó bay đi hết đi, mình thấy nó cũng vui, nó hứng thú. Vỗ tay mà chim nó bay xèo xèo con nó bị quen rồi, bây giờ vỗ tay mà cá không con nào bay nữa. Quý vị phóng sanh cá thì như nơi sông suối rồi mình thả trực tiếp á, thấy cũng vui. Còn giờ ở đây thôi mình phóng sanh chim ha. Nên cái công đức phóng sanh rất là lớn. Vì con người thương nhất là thân mạng mà, nên mà chúng sanh nó cũng thương nhất là thân mạng thôi. Nên mình thả nó cảm ơn biết nhiều nói. Nên các cháu nhỏ nhỏ đi về chùa mình, ví dụ như có những đứa nó bệnh hoạn nghèo ọt khó nuôi, hay có những đứa khi nó lớn lên nó sống cũng không có thọ, nhưng nhờ cái công đức phóng sanh này nè mà tăng tuổi thọ. Rồi có những đứa nó bất hiếu á, nó lớn lên nó bất hiếu á, nhưng mà nhờ nghe pháp phóng sanh niệm Phật này mà nó có hiếu. Rồi ai mà bệnh tình mà bác sĩ chạy ăn chay phóng sanh đi, thì tức khắc quý vị biết rằng nó chuyển nghiệp liền. Còn nếu như mà người thân mắc này kia phóng sanh ăn chay để cầu siêu cho họ, niệm Phật cầu siêu, thì thù thắng dữ lắm. Nên mình đi về chùa quý vị nghe nhiều cái phương pháp để tu phước duyên. Chiếc điện thoại quý vị đi ra ngoài này đèn chút á, cài niệm Phật nhạc chờ, trời ơi, mỗi ngày chiếc điện thoại tu phước duyên, ai gọi mình cái là niệm Phật cho nó nghe. Ngày nó gọi mấy cuộc là niệm Phật mấy cuộc, ai nhá máy cái là ai với đạo Phật dính, đúng không? Dùng chiếc điện thoại đi tu phước duyên. Còn chiếc xe hơi mình đi phía sau mình dán chữ ai với đạo Phật, ai chạy phía sau nhìn một cái là gieo cái duyên đắc độ về sau, đúng không? Chiếc điện thoại, cái xe là tu phước duyên, đúng không? Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, đi ra chợ, đi chợ, đi một vòng xung quanh chợ, ai cũng được nghe hàng tiếng, kết duyên đắc độ về sau, tu phước duyên, thấy không? Nhiều cách lắm. Nên quý vị biết rằng cái công đức phóng sanh và cái duyên mà chia sẻ Phật pháp thù thắng, nên người người về đây thấy an lạc và vui. Thôi bây giờ chúng ta đọc tam quy y để thả mấy chú chim này được ở trong chùa, niệm Phật để cầu sanh cực lạc nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha.